Ok, rồi vô sửa nha. Đây là đề số 21 rồi. Rồi bắt đầu vô làm nha. Có những câu rất dễ thì thầy sẽ sửa rất là nhanh các bạn. Câu số 1 các bạn nhận câu gì đây? Chắc chắn là câu C rồi, bởi vì dịch về nghĩa với lại the price unit nó đang là một cái cụm danh từ, cho nên chắc chắn là phải một là câu B, hai là câu C. Thì các bạn coi về nghĩa ha. The price unit là cái sức khỏe hả? Cái bệnh của cô dâu, price âm ai hay các bạn ha. Cái bệnh của cô dâu, họ đã quyết định trì hoãn cái đám cưới. Được chưa? Chắc chắn là do cái bệnh của cô dâu, thì chọn hay chính là câu C. Còn nếu mà thầy muốn chọn chữ since á, thì nó sẽ đúng là gì? Since the bride sau xin nó phải là một cái mệnh đề thì bạn chơi này mệnh đề, bởi vì cô dâu bị bệnh. Sao mà has làm gì? Has an illness không? Không có, chỉ was ill thôi, hiểu không? Because the bride was ill hoặc là was sick, hiểu không? Đó rồi. Và các bạn nhớ này, một số cái đó chính là trọng âm. Cái từ này trọng âm rơi vào tiếng thứ mấy? Postpone hay postpone? Postpone. Postpone thì thầy nghe giống delay thôi. Tiếp tục câu số 2. Câu này là to hoặc là động từ thêm in. Our PT recommends us. Rồi cha nội PT đã đề nghị chúng tôi là phải tập thể dục thể thao nhiều. Được chưa các bạn? Đó thì bạn chơi recommend someone to hay là động từ thêm in? Recommend someone to thì chọn hay chính là câu B. Các bạn nhớ chữ recommend nhắm vào thứ ba nha, nó giống y chang chữ advise thôi. Advise someone to do. Nhưng mà giả bộ mà giờ thầy bỏ chữ us đi thì có được là our PT recommends to take không? Không, nó phải là our PT recommends taking. Nhớ lại nha, nếu mà sau recommend hoặc là chữ hoặc là chữ advise mà sau đó là một cái động từ thì động từ thêm in giúp thầy. Đó, cái này các bạn hay bị nhầm lẫn đó, khi nào mới tu, khi mà có tân nữ. Nhớ lại cái điều này nha, chưa có năm nào ra vấn đề này. Ok. Rồi, tiếp tục câu số 3. Rồi, she he hates, anh ấy ghét, rồi nhìn bán, anh ấy ghét rồi vừa coi đáp án, rồi vừa coi cái câu phía trên này để các bạn dịch nghĩa nha. Ask to là gì? Không có hỏi nữa. Yêu cầu. Anh ấy ghét yêu cầu. Sign autograph là gì? Ký tên, anh ấy ghét yêu cầu ký tên. Thì cái này phải là gì? Anh ấy ghét được bị yêu cầu phải ký tên. Thì chắc chắn nó phải là gì đây? Bị động. Được chứ, mà bị động bây giờ mình chơi như thế nào đây? Bởi vì sao các bạn phải coi trước cho thầy. Hay là động từ, ask cũng là động từ. Thì giữa nó phải ít nhất phải có gì chứ? Đúng không các bạn? Thì sau hay động từ phải như thế nào? Thêm in hoặc to cũng được. Nhưng mà trong này có to không? Không thì thôi. Thì chắc chắn là phải là thêm in rồi. Nhưng mà trong trường hợp này nó đang bị động, cho nên là các bạn vui lòng bị động thì phải có be động từ của ba. Mà sau hay động từ thêm in thì phải là be gì? Being, rồi sau đó động từ của ba, asked. Nhớ lại cái vấn đề này nha. Mấy năm nay là chưa ra cái vấn đề kiểu như là bị động sau một cái động từ. Được chứ bạn? Ví dụ như là he doesn't enjoy being called stupid. Các bạn kịp không? He doesn't enjoy being called stupid. Anh ấy không thích bị gọi là ngu, là chẳng vậy. Được chứ bạn? Đó, để ý thầy phần đó nữa nha. Ok. Rồi. Nhớ thầy, autograph đó chính là chữ ký, nó đồng nghĩa với signature. Được chưa các bạn? Signature là chữ ký nè, đúng không? Nhưng mà tính từ signature nó mang nghĩa là gì các bạn? Ví dụ, a signature dish là một cái món ăn đặc biệt, đặc trưng của một nơi nào đó. Cái là thầy nhớ là vậy các bạn, đúng không? Nhớ thầy signature. Ok ha, đặc biệt, đặc trưng của một nơi nào đó. Ok, ví dụ hồi trước thầy đi làm thì có rất là nhiều những cái signature cocktails. Những cái cocktail mà chỉ có quán thầy nó làm thôi. Được chưa, gọi là signature. Được chưa? Hoặc là signature pose. Hoặc là cái câu mà signature của thầy đó là gì? Đó, kiểu nếu mà đứa học thầy lâu thì có thể biết được những cái câu mà signature của thầy. Ok các bạn ha. Đi lại đâu em? Ừ. Ủa alo. Đó chính là những cái signature phrases của thầy. Ủa alo, đi lại deadline đâu em? Đó, cứ đờ lè suốt ngày thôi. Rồi, tiếp tục. Xong khoảng thời gian là ám ảnh luôn ha. Rồi câu số 4. Cái đó là không phải thầy rồi đó. Rồi câu số 4. She was chosen. Cô ấy đã được chọn là one of. Một trong những giới chắn sau one of nó phải là danh từ số nhiều với thầy. Đó, luôn luôn nhớ nha. Có thể là trong tìm nỗi sai nha các bạn. Cô ấy được chọn là một trong những người phụ nữ mặt đẹp nhất trên thế giới. Thì mặt đẹp nhất trên thế giới các bạn chọn là gì? Có kỹ lại, giới hạn lại cái nào sau nhất nè. B và C. B và D. Các bạn chọn câu B hay là câu D thì coi về tính từ nó ngắn hay dài thôi.
the best hay là the most? Tại sao the most? Khi nào dùng the most mấy đứa? Nó là tính từ dài. Dress là tính từ ngắn, tính từ dài. Nó là ngắn, thì dress là dress it hả? Dress thì mình đi phát âm gì? Dress gì? Dressed, sờ tơ. Thì rõ ràng mấy âm tiết đây. Một âm tiết. Là chơi cho nó phải là gì? Người mặc đẹp nhất mà mấy đứa. Mặc đẹp. Chữ đẹp đâu? Là chữ best đó. Chữ mô đâu phải là đẹp. Được chơi cho nó phải chọn gì? Cô B đó. Là chuẩn bị là bị bậy nữa rồi. Được chưa? Phải phân tích toàn thị của thầy nói mấy đứa. Là vô cho lời thi. Mấy đứa phải thật sự là thông thái với thầy. Được chưa? Tỉnh. Rồi vô vô đề dress cái là chết. Rồi câu số 5. Rồi các bạn coi thử câu này dịch trước ha. Miss John's Miss John come là gì các bạn? Bà John đến đây nói với bà ấy rằng là tôi muốn nói chuyện có một lời với bà ấy. Rồi thì câu này các bạn nghĩ đang ở thời điểm nào? Hiện tại thì giới hạn lại câu nào là hiện tại thì vế trước câu này phải là cũng là phải hiện tại đúng không? Có thể hiện tại đương hoặc hiện tại cũng thành chế đó không được chứ. Vậy giới hạn lại câu gì mà câu gì? Câu A và câu C gì các bạn coi về nghĩa và bên cạnh về nghĩa cũng coi lại ngữ pháp nó chi đúng hay chưa? Các bạn coi thử. The moment Miss Jones have come là gì? Cái khoảnh khắc hoặc là lúc the moment đi chăng chữ quen thôi. Lúc mà bà John đến á, đến đây. Ổn không? Ổn về nghĩa không? Câu C là gì? Khi bà John đến đây cũng ổn không? Ủa chọn gì trời? Mắc gì của ai không chọn? Nó phải là gì mấy đứa? Ha phải thành has. Bởi vì Miss John là chủ ngữ. Số ít đó, để ý cái mấy đứa đừng bao giờ thấy mà nó đang ss thì mình ép là mấy đứa nghĩ số nhiều là không có. Rồi chưa, để ý cái phần đó thầy chủ ngữ ít nhiều danh từ đếm được hay không được. Ok rồi, và các bạn nhớ have a word with someone đều diễn ra đơn giản thôi. Have a word with someone là nói chuyện riêng với ai đó, có một lời với ai đó. Nhớ lại nha, đều thi ra cho chấm a word, have a word. Hoặc là thầy từng dạy bạn have a go là thử cái gì đó chứ không phải là đi. Thầy dạy các bạn nói chung là những cái collocation động từ hay là danh từ cứ học của thầy từ đề số 1 tới giờ là ra trọng. Được chưa? Cũng như idiom, cái thầy tự tin là khả năng ra idiom cũng rất là cao trong đề đó thầy. Cứ coi đi, vô đề thi cái chỉ có thể trúng thôi, ráng chỉ còn mấy 9 ngày nữa thôi, cứ dành nhiều thời gian và ôn từ vựng lại ra. Ok ha. Rồi tiếp tục là con 6 mẫu từ. Rồi các bạn thấy hospital thì giới hạn lại nó phải là gì? The hoặc là rộng. Thì coi chắc chắn là ai cũng biết the hospital và rộng hospital. Nhắc lại thầy, khi nào go to hospital? Khi mà rộng khi nào? Khi mà mình đến cái nơi đó mà kiểu như là nó đúng mục đích. Hiểu nó ra như vậy thôi, nhanh nhanh gọn. Đúng mục đích. Mà ví dụ đến bệnh viện mà đúng bệnh viện nào, kiểu như là bệnh nhân này, khám bệnh này, hoặc là bác sĩ nè. Được chưa các bạn? Đó thì các bạn vừa coi xác định là nó đúng mục đích hay không. Rồi coi James đến bệnh viện để đón vợ cô ấy, người mà là một bác sĩ phẫu thuật ở đó, thì rõ ràng là đến chỉ đón thôi. Thì các bạn chọn thay nhớ phải thông thái được cho thầy nha. Đó kia chơi go to hospital là chết, phải là the, bởi vì nó không đúng mục đích thì phải có mẫu từ the. Được chưa? Đó, họ có thể để thi nó ra là kiểu như là những cái người painters, những mà sơn tới nhà thờ để sơn lại cái nhà thờ, chắc chắn là phải go to church hay go to the church. The church, bởi vì tới sơn thôi. Được chưa? Rồi tiếp tục thầy câu số 7, câu dưới từ pineapples. Pineapple thi E các bạn. Pineapple nhóm vào thứ nhất ha. Đó chính là thơm thì nó dầu vitamin A và B, dầu vị ở đó, nhiều dưỡng chất vì gì đó, theo dưới từ rich. Rich and cái A khác không? Đề thi ra cái đó có phải dễ ngẫm không trời? Thì cái chứ rich gì? Rich in. Nhớ thầy nha, rich in, giàu dinh dưỡng về gì đó. Rich in. Dễ chết chưa? Không phải 2 điểm. Nó dễ bay lắm mấy đứa. Mà cái này có quá khó không? Một câu giới từ mấy đứa cứ mặc định là một câu dễ, nhưng mà như sáng tiêu rồi, nhiều khi là một câu khó mà mấy đứa làm được, mà câu này là bị sai nè. Được chưa? Nhưng mà thầy nghĩ vô đề thi thì giới từ thì không khó đâu, cứ coi lại bài thầy ra trọng á. Rồi tiếp tục. Rồi nhưng mà ông học thêm một số từ vựng là thơm thì nó rất giàu vitamin A và B, nó có thể chỉ làm việc phép màu cho sức khỏe của bạn là như thế nào, nó có thể gì đấy, dự đoán đi, work miracle là gì?
dự đoán để chơi. Nó giàu vitamin A và vitamin B, và nó có thể làm một cách nhiệm màu cái sức khỏe của bạn, là nói như thế nào, ở tốt cho sức khỏe của bạn, đơn giản vậy thôi. Được chứ, thì nó rất là dễ dự đoán, work miracles về nghĩa. Nhưng mà lỡ để thi ra .. miracle thì không biết chọn động từ gì. Được chứ, thì nhớ thầy work miracles học thầy. Work miracle nó mang nghĩa là có tác dụng tuyệt vời. Hiểu chú không? Nó sẽ đồng nghĩa với cái này vậy thầy. Work miracle nó sẽ đồng nghĩa với do wonder, cái này thầy dạy luôn này. Do wonders. Nó rất là hiệu quả. Nó có rất là nhiều hiệu quả tuyệt vời. Được chứ? Hai cụm này rất là dễ các bạn ha. Hoặc là work, cái này không biết đề thi ra chưa ấy. Work like a charm. Work like a charm kiểu như là rất là hiệu quả. Được chưa? Chữ charm thì đề thi đại học một năm đã ra, bắt các bạn từ từ đồng nghĩa rồi thì nó sẽ ra nữa. Work charm là vẻ đẹp đó các bạn. Được chưa? Để nhớ thầy một số cụm này: work miracles, do wonders, work like a charm là nó có hiệu quả tuyệt vời. Rồi, ok, câu số 8 coi về từ loại. One thing that really annoys me. Đó, một cái điều mà thật sự khiến tôi khó chịu về Fred, đó chính là cái sự thực tế rằng anh ấy luôn luôn gọi điện tại những cái sao, là những cái gì, những cái thời điểm mà nó nói gì các bạn, không gì không phù hợp này, phải đâu phải phù hợp đâu, mà nó không gì không thuận tiện, đúng không các bạn? Thì phải đang từ loại đang con là gì mới được. Tính từ thì chọn hay có gì? Câu B, inconvenient time, là khoảng thời gian mà nó không thuận tiện. Được chưa? Thì đang còn từ loại là tính từ, vì time đang là danh từ thì trước nó phải tính từ rồi, quá đơn giản. Được chưa? Rồi, nhưng mà nhiều khi là tính từ thì có câu A và câu B, nhưng mà về nghĩa thì phải là inconvenient. Được chưa? Nhưng mà thầy có, đó chính là cửa hàng tiện lợi. Thầy sẽ dùng gì? Store là cửa hàng á, thì cửa hàng tiện lợi là gì? A, B, C, D. Cửa hàng tiện lợi A hay C? Phải là C. Convenience store. Nhớ thầy cái này nha. Đó, tiếp tục thầy có số 9. Jack wanted to know, là Jack muốn biết gì đó bạn, tại sao bạn gái của đấy lại quyết định rời khỏi Việt Nam. Đó, ok, thì bạn chọn gì? Có chọn khác không? He wanted to know, đây là có tại sao thì có phải lúc nào trong câu hỏi không? Đây phải câu hỏi không? Không phải câu hỏi cho nên là mình sẽ không sử dụng. Không phải là câu hỏi cho nên mình sẽ không sử dụng gì? Đó. Trời, không phải là câu hỏi thì sẽ không sử dụng gì? Chấm hỏi thì đương nhiên rồi. Không sử dụng từ để hỏi. Không sử dụng từ để hỏi là cái gì? Bởi vì đây không phải là câu hỏi cho nên là nó sẽ không có cái gì. Ủa to be được mà, câu hỏi có to be được mà, nó sẽ không có gì thôi. Trợ động từ do the did thì giới hạn lại, bỏ câu B, câu C. Câu A thì if khi nào mình sử dụng. Yes no question, đây các bạn có hiện yes no không? Trời ơi, nó chỉ qua gia đình nghe đây mà yes no là chết rồi mấy đứa. Chỉ còn câu gì thôi? Là mấy đứa phải giới hạn lại. Phải đặt câu hỏi nhiều, phải từng câu các bạn phải đặt nhiều câu hỏi thôi. Được chưa? Đó, ok, cho anh thầy nói các bạn là vô đề thi phải thật sự là bình tĩnh và thông thái. Thật sự là như vậy, là phải thông thái là như nào, là phải suy nghĩ cẩn thận. Được chưa các bạn? Thì phải chọn câu gì? Câu D. Bởi vì đây không phải câu, đây là câu tường thuật mà, có tường thuật mà có câu hỏi thì phải bỏ trợ động từ. Rồi sau đó là các bạn phải lùi về cái thi quá khứ đơn thành, quá khứ hoàn thành. Được chứ? Bởi vì cái này có biến đổi không? Wanted là có biến đổi lùi thi. Khi nào nó là không lùi, khi mà want thêm S. Hiện tại thì không lùi, cái này thầy nói các bạn chưa? Rồi, để cái phần này nha. Rồi, tiếp tục câu số 10. Bắt đầu những câu khó nè. The doctor asked the lady to sit gì đây? Bác sĩ yêu cầu cái người người phụ nữ là ngồi cái gì đó cho đến khi ông ấy xong cái việc khám. Đó, hiểu nó ra như vậy thôi. Sit gì? Sit still. Là gì các bạn? Ngồi yên, đứng bắt ngồi bắt động. Nhớ các bạn, nhớ thầy sit still, ngồi im. Sit still là ngồi im, các bạn nhớ ha. Still này đang là trạng từ. Trạng từ nó kiểu như là không đụng đậy. Được chưa các bạn? Still là đứng yên đúng không các bạn? Và trong tiếng Anh thầy có đó chính là stand still. Thầy có một cụm đó chính là come to a stand.
standstill. Rồi, come to a standstill nó y chang như come to a halt. Ai mà nhớ từ halt của thầy thì có thể biết nghĩa lúc này. Chấm dứt, dừng. Được chưa bạn? Đó, nhớ thầy. Come to a standstill. Hồi nãy có sit still đúng không? Giờ thầy có standstill. Nhớ thầy nha, đề thi em ra. Come to a standstill. Nhiều khả năng ra trải nghiệm. Được chưa? Nếu mà trải nghiệm của come to a standstill là gì? Bắt đầu thôi, bắt đầu một cái việc gì đó. Hoặc là tiếp tục một cái việc gì đó. Được chưa? Chấm dứt. Được chưa bạn? Come to a halt, come to a standstill. Chưa có năm nào ra. Rồi, tranquil là gì? Mấy đứa đồng nghĩa với peaceful thôi, là gì? Yên bình. Thầy dạy rồi các bạn ha, cố gắng nhớ những cái từ này. Còn fixed là gì? Cố định. Rồi, fix là ngoài mang nghĩa là sửa, nó còn mang cố định. Có từ nào đồng nghĩa với fix không? Sửa. Repair, như thầy từng dạy các bạn, repair nó ngoài mang nghĩa là sửa, còn mang nghĩa là... Rồi, quên nữa rồi. Nhớ không Huyền? Repair, rồi quên nữa rồi. Đi đến một nơi nào đó. Đúng không? Vậy rồi đó. Mấy đứa cứ coi lại bài thì nhớ thôi. Mà giờ những cái con người mà thầy hy vọng rất nhiều mà bị quên rồi. Rồi tuần sau cái nó ra cái nó phải ngẫm không? Nhiều lắm nhớ các bạn. Kiến thức thầy dạy nó vô cùng nhiều. Thầy thiệt dạy này, kiến thức này y nhân dạy bồi dưỡng gì á. Cái gì? Không, như với kiến thức này vẫn chưa đủ khả năng y kiến thức ở học sinh giỏi đâu em. Rồi, câu số 11. I don't like doing business with him. Tôi không thích gì đấy các bạn. Kinh doanh với nãy, nhớ đi business theo động từ do của thầy dạy đúng không các bạn? Tôi không thích kinh doanh cùng bọn ấy bởi vì anh ấy kiểu như là bargain là một cái món hời. Được chưa? Đó, bởi vì máy gì đây, một cái động từ. Đây là một cái collocation động từ khó nha. Hướng chọn gì? Dry, có ai chọn gì nữa không? Đó chính là drive. Nhớ thầy, drive a hard bargain. Đó chính là gì? Chiều kéo hoặc là trả giá hay trả giá. Được chứ? Chiều kéo hoặc là hay trả giá. Có hết đó, nói chung là những cái này thầy dễ hết rồi. Drive a hard bargain thì trong đề bổ sung đứa học thì nhớ. Drive a hard bargain. Các bạn nhớ, drive còn mang nghĩa là lái, nó còn mang nghĩa là gì? Đó chính là tạo động lực, tạo động cơ. Nhớ thầy nha. Đó, có dạy trong những cái bài hồi trước rồi. Drive a hard bargain. Tiếp tục thầy con số 12. Phrasal verb. The cost of airline tickets là giá vé máy bay thì nó đã gì đó. By as much as 25% since January. Thì nó đã tăng 25% kể từ tháng 1. Các bạn thấy rõ ràng since là dấu hiệu của hiện tại thành đúng không? Rồi thì các bạn tăng thì quá dễ chọn nhiều rồi các bạn. Go up. Đơn giản thôi, đề thi ra đơn giản vậy thôi các bạn. Rồi trái nghĩa với go up đó chính là? Rồi, go down. Rồi ôm lại go up thì các bạn có rất nhiều nghĩa. Nghĩa đầu tiên chuông nó reo hoặc là đổ gì đó. Nghĩa thứ hai, đồ ăn ô tiêu. Đúng không các bạn, còn gì nữa không? Còn nghĩ như đó được rồi. Tiếp tục go down. Go down in history là gì? Đi vào lịch sử. Được chứ các bạn, đó. Rồi, go down còn mang nghĩa là diễn ra. Được chứ? Go down còn mang nghĩa là diễn ra. Ví dụ có thể nói là gì? Everything went down as planned. Là gì? Mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Được chứ các bạn, go down còn mang diễn ra. Nhưng mà khả năng ra mang nghĩa diễn ra thấp lắm. Khả năng ra cao là tăng, dẹp, nhanh gọn. Rồi tiếp tục, go over quá dễ là chứ các bạn. Ôm lại, chứ rồi go over. Có cũng được. Nó phải get over mới là vượt qua. Đó, bị lộn rồi đó. Nhưng mà get over để thi đại học đã ra là không ra nữa. Thì go over, ôm lại, co lại các bạn ha. Tiếp tục, câu 13, collocation danh từ. Không khó lắm. Mặt 13, cái gì? Các bạn nhớ thầy đó chính là 25% nó sẽ tương đương với gì các bạn? 25% nó sẽ tương đương với gì? A quarter. 1/4. Đúng không ạ? A quarter, không có bác gì. A quarter thầy được rồi. 1/4, nhớ thầy nha. Có thể xuất hiện trong cái bài đọc. Rồi câu số 13. Mặc dù là rừng mưa nhiệt đới thì nó chỉ chiếm 2% bề mặt trái đất, thì chúng nó là nơi trú ẩn, nó là cái môi trường sống của gần 60% loài động vật trên thế giới. Rồi, là ngôi nhà thì chọn gì? House hay home? House.
phải là home to. So the house to được. House là nhà mình ở mà mới được. Mới ra thi à? Ừ có mà, nói chung là dạy lâu rồi. Làm những cái house to nhà, house là nhà mình ở mà. Được chưa? Nhớ thầy home to. Được chưa? Rồi, các bạn nhớ thầy một số cái đó chính là bring home the bacon. Thầy đang dạy các bạn ha. Bring home the bacon là kiếm tiền về cho mẹ, tôi nói các bạn đúng không? Đó, bring home the bacon. Đó, để thầy có thể ra cái từ bacon các bạn ha. Bring home the bacon, bacon là thịt sống khói. Được chứ các bạn? Đó. Rồi, còn thêm một cái nữa đó chính là on the house. Trong đề bổ sung thầy có dạy các bạn. On the house kiểu như là miễn phí. Miễn phí kiểu như là nhà hàng nói chứ nơi đó là người ta bao cho mình đó. Hiểu không? On the house. Ờ, cũng đi qua vậy chứ. On the house. Tại biết kiểu thua rồi đó. Không, bacon là thịt sông khói. Thầy đâu rành mấy đồ ăn có uống mà thích ăn không? Nhiều khi nó steroid gì đó thì không nhớ rồi. Trời ơi, thi xong thì vẫn đi mà xí. Rồi, hiểu không? Shelter là gì các bạn? Nơi ở, nơi trú ngụ. Được các bạn, hoặc là che giấu. Thường là che giấu tội phạm các bạn ha. Che giấu thông tin tội phạm. Có thể ra chữ shelter. Kiểu như là nơi trú ẩn là nơi mình bảo vệ, che giấu rồi đó. Nhớ thầy nha, thầy từng dạy các bạn rồi đó. Cứ coi lại kiến thức của thầy. Rồi, chúng ta còn accommodation đó chính là nơi lưu trú, sự lưu trú, vậy rồi. Và các bạn nhớ phần trăm percent là không bao giờ thêm nha. Tiếp tục câu số 14, 15 và 2 câu khó nhất. Sau một tuần nằm bệnh vì bệnh cảm thì Sandra bây giờ đã khỏe trở lại, thì lùi khỏe trở lại là gì? Null and void, up and about, short and sweet, speak and span. Rồi có để vậy rồi, speak and span là spotlessly clean, là sạch tinh tương, đúng không? Rồi, có thể loại bỏ cái gì luôn? Short and sweet, ngắn và ngọt ngào. Thì nghe nó cũng khó kỳ kỳ đúng không các bạn? Thì có thể lùi 50-50 A, C, A, B. Các bạn thấy rồi, nếu bạn nhớ nghĩ câu D cái là các bạn có thể loại bỏ được rồi. Dễ hay dàng hơn cho mình. Thì lùi 50-50 chọn cái gì? Coi dữ bạn. Một bạn A nè. Câu B, up and down, up and about. Up and about kiểu như là khỏe lại. Được chứ bạn? Up and about, khỏe lại. Kiểu như là bình thường là mình nằm bền đúng không? Mà bây giờ mình up rồi, mình có thể đứng lẹ được rồi. Được chứ? Đó, thì có thể là một cái cách để mình nhớ đơn giản thôi. Up and about. Tiếp tục thầy còn học này. Null and void nó kiểu như là nó không hợp lệ. Không, hoặc là không thực thi. Không hợp lệ, không thực thi. Hiểu thực thi không? Thực thi là như nào đứa? Thực thi là nó mà sao thực hành? Thực thi là như nào hả? Hả? Nó nói gì vậy? Happy là sao? Sao được? Ứng dụng. Không. Không thực thi là không được. Apply trời, apply em nội được. Tại cái apply nó cái gì là từ? Apply. Trời lỡ nó. Đúng rồi, thực thi là kiểu mình đang áp dụng đó, đúng rồi. Được chứ? Không thực thi kiểu như là nó không hợp pháp đó các bạn, nó không có đúng như quy luật. Được chứ các bạn? Không được áp dụng, không được thực hiện á, hiểu không? Áp ly rồi nó ra trọng âm cái chớ không mấy đứa. Thầy nghĩ là áp ly tới tiếng Việt á. Và nghe thằng happy mới chết chứ. Rồi, học thầy null and void. Và nhớ học riêng lẻ cái từ void, thầy void kiểu như là chỗ trống. Void là chỗ trống. Còn short and sweet kiểu như là ngắn gọn dễ hiểu. Short and sweet, ngắn gọn dễ hiểu. Đó, những cụm này rất là dễ ra. Rất lâu, khoảng 3 năm rồi là chưa ra lại những cái như thế này, những cái cặp từ như thế này. Bữa giờ thầy dạy rất nhiều không? Cứ coi chồng. Tiếp tục câu số 15. We, I really dodged và gì đó trong đề bổ sung có vậy rồi. We dodged a bullet là gì các bạn? Ném một cái việc gì đó mà nó tiêu cực. Được chưa?
hoặc là né một cái tai hại rủi ro. Dodge a bullet. Thực tế chữ dodge là né tránh các bạn. Ví dụ thầy hay coi Pokemon thì Pikachu dodge là gì các bạn? Pikachu né là tránh ra, gọi là cú đánh của quỷ kia chẳng hạn vậy. Nhưng thầy dodge a bullet đó chính là né một cái tai hại hoặc là một cái rủi ro. Dịch là gì? Tôi thật sự là né một cái thảm họa khi mà bài cái kỳ thi nó được trì hoãn cho tới tuần sau, bởi vì tôi vẫn chưa học gì hết trơn. Được chưa bạn? Đúng rồi, chính xác em thì đây. Hoặc là gì, ví dụ như đối với cái trường hợp là trong cái chương trình gọi là bạn muốn hẹn hò đi, có hai người này gần đầu tiên gặp nhau, it is a blind day, một cái buổi hẹn hò mà mù là buổi hẹn hò lần đầu tiên gặp gỡ, đúng không các bạn? Đó thì kiểu như là cái thằng này thì nó rất là vũ phu, nó rất là gia trưởng và nó rất là khùng điên gì đó. Thì bé này rất là dễ thương, rất là ok. Rõ ràng là cuối cùng thì bé này nó không ấm nút thì rõ ràng nó đã dodge a bully. Các bạn hình dung được chưa? Đó, các bạn ha, thì đó là dodge a bully là như vậy. Hoặc là ví dụ mình có trong mối quan hệ gì đó mà cuối cùng mình chia tay người đó bởi vì người ta quá là vũ phu, hoặc người ta quá là như thế nào đó mà mình không thích, thì mình dodge a bully. Được chưa? Rồi, weapon là gì các bạn? Đúng rồi, weapon. Đọc là weapon nhớ thêm thứ nhất các bạn, weapon dễ rồi. Knife là gì các bạn? Yeah. Và các bạn nhớ số nhiều của knife là gì? Knife biến F thành D và thêm E. Nhớ đề thi mà nó ra một cái knife như thế này thì sai, trong tìm lỗi sai. Nhưng mà đâu phải có lúc nào cũng vậy đúng không các bạn? Bây giờ ta có chữ roof thì chỉ còn thêm S. Được chứ các bạn? Đó, ok. Thì để cái phần này nha, chứ năm nào ra cái dụ mà nai và viết như thế này. Được chứ các bạn? Hoặc là vợ bạn cũng viết như thế này. Được chứ các bạn? Thì nó sai. Được chứ? Rồi. Gun là súng. Tại từ nhà bạn stick to your gun là gì? Theo đuổi cái ý kiến, theo đuổi vị gì đó đến cùng. Stick to your gun trong đề bổ sung. Được chứ các bạn? Còn giỏi rồi, nhớ vậy, giỏi rồi đó. Cố gắng coi hết này đi, trung trọng hết. Rồi, con 16. Có ai biết thẳng từ frustration là gì đúng không? Sự khó chịu, sự bực dọc. Được chứ các bạn? Giờ thật sự là các bạn nhìn vô, các bạn vẫn chưa dự đoán được, bởi vì đâu có gì mà bạn bấu víu được đó. Đúng không? Cho nên buộc các bạn phải biết nghĩ thẳng, nhưng mà từ này vậy thôi. Trong đề bổ sung. Đúng không bạn? Frustration đó chính là cái sự khó chịu, sự bực dọc. Được chưa? Sự gọi là bức bách, ức chế, đó, tiếng Việt có nhiều nghĩa. Được chưa? Rồi các bạn chốt thầy câu gì đây? Câu C, annoyance. Rồi thì câu này học thầy fair wear. More than fair wear, fair share of. Câu này thầy nghĩ dễ ra nè, fair share đề thi ra chấm chấm share chốt thầy fair. More than a fair share cũng trong đề bổ sung. Đó chính là kiểu như là học không liên quan công bằng chứ, kiểu như là hơn mức bình thường, hoặc là hơn mức mà mình nghĩ. Được chưa? Fair share, hơn mức bình thường, hơn mức mình nghĩ. More than fair share of something. Rồi câu này gì? Câu việc này nó kiểu như là gì? Nó toàn là cái sự, nó cho mình nhiều cái sự khó chịu hơn là mình nghĩ. Được chưa? Là ban đầu nghĩ không như vậy, nhưng mà thực tế thì làm sao mình mới cảm nhận như vậy? Nhớ thầy, có thể đề thi mà vô mà không nhớ nghĩa kệ đó, chỉ còn chốt thầy fair share là được rồi. Bởi vì nếu ra thầy nghĩ nhiều khả năng ra trong một câu đục lỗ thôi. Được chứ bạn? Chứ nó không ra đồng nghĩa trái nghĩa đâu. Ok ha. Rồi tiếp tục, nhớ thầy nha, fair share. Câu số 17. Tôi cảm thấy rất là có lỗi thì quá dễ. Tôi cảm thấy có lỗi là như thế nào rồi? Câu A. Được chứ bạn? Sorry. Rồi responsible đi theo dưới từ for. Comfortable, nhấn vào thứ mấy các bạn? Nhớ thầy nha, comfortable. Rồi, ok ha. Rồi học thầy tự dạy bạn đó chính là guilty pleasure. Pleasure là gì các bạn? Đúng rồi, cái sở yêu thích thôi. Và trong cái đề của trường ngôi gia tự vừa rồi mới ra, pleasure đi theo động từ gì? Take pleasure. Được chưa? Take pleasure là kiểu như thích cái gì đó thôi. Take pleasure in, thích cái gì đó. Hình như chưa năm nào ra hết chưa? Nhớ thầy nha, take pleasure in. Được chưa? Thích cái gì đó. Ok ha.
Và thầy có guilty pleasure, một cụm mà người bạn xấu sử dụng rất nhiều, là một cái sở thích mà mình cảm thấy tội lỗi. Các bạn hiểu một cái sở thích cảm thấy tội lỗi là như thế nào không? Ví dụ thầy có một số cái guilty pleasure, ví dụ như là thầy có thể chơi game hoặc là xem phim tới sáng, là kiểu như là như nói các bạn, là nó cho mình cái sự thỏa mãn nhưng mà nó gây cho mình những cái thứ tiêu cực, được chưa? Đó, hoặc là như các bạn, hoặc là thầy hay kẹo lông đậu. Không em, thầy ra tiền thầy cho nó bị ghẻ mà em, nó là đúng mà. Hoặc là thầy mỗi lần thầy ăn mì tôm mà thầy bỏ ít chiếc mà năm muỗng đường. Thầy muốn ra đường. Không, thầy biết sao nhỏ như lớn vậy. Rồi, hoặc là có thể là thầy móc cục mũi xong thầy ăn. Thầy thích như vậy, hãng vậy. Đó gọi là guilty pleasure. Mới hình dung ra cái guilty pleasure chứ. Đó, đây là một cụm rất là phổ biến trong tiếng Anh các bạn ha. Guilty pleasure. Đúng rồi đó, chạy một chiếc xe máy nữa cũng rất là phù hợp, được chưa? Này được chứ. Rồi, ok, tiếp tục thầy nè, câu số 18 trải nghiệm. Your handwriting, cái chữ viết của bạn nó quá là gì đó, bạn nên work on, thầy dạy của bạn luôn. Cải thiện, tập luyện nó. Thì rõ ràng cái chữ viết của bạn nó như nào các bạn? Bạn nên cải thiện nó. Nó phải khó đọc chứ mấy đứa, thì trái nghiệm của nó phải là gì? Còn B, clean to read, dễ rõ ràng để đọc. Thì đồng nghĩa chọn thầy câu A. Rồi thì nhớ illegible, kiểu như là khó đọc, được chưa? Chữ hải nè. Sao em? Unable to là không có khả năng để đọc, kiểu như là đồng nghĩa, hiểu không? Thì nếu mà trái nghiệm phải able to read hoặc able to be read thì là lộn, bởi vì đang bị đọc mà, được chứ? Rồi concise, sao thầy ôn lại concise, phải học lại mà ôn lại thầy concise, nó phải precise, nó chính xác em. Đồng nghĩa với câu C trong này là short and sweet, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, vậy rồi concise. Rồi câu số 19, câu thành ngữ cũng có thể dự đoán được. It seems too good to be true. Too good to be true là gì? Nó dường như là như bạn. Quá tốt để thành sự thật là như nào? Quá tốt để nó quá sức tưởng tượng. Được chứ bạn? Too good to be true là quá sức tưởng tượng. Cái này tích cực tiêu cực. Ví dụ như là mình quen đại gia, rồi sau đó yêu thương chiều chuộng, rồi sau đó bố mẹ ủng hộ, thì đó it's good, too good to be true. Được chưa? Nó rất là tốt, nó quá là tốt, khó để tưởng tượng. Quá hơn. Được chưa các bạn? Đó, ok các bạn ha. Rồi, thì kiểu như là nó quá... Quá ghê gớm. Are you sure this guy, bạn có chắc là cái thằng này là nó... Nó gì đó không? Nó thật lòng hay không? Đúng không ạ? Đó, thì trái nghiệm của nó là gì các bạn? Say acting dishonestly. Rõ ràng, nó có một cặp trái nghĩa với telling the truth. Đúng không ạ? Thì học thầy on the level là gì mới đó? Thiệt lòng, được chưa? Thiệt lòng là được rồi. Thì trái nghiệm của nó có phép. Tự nhiên nó đầu đầu ấy, thành nó đau quá. Lòng, lòng. Sợ kê, sợ quần. Quề. Nhớ bạn cảm lên bài hát là sẹo gì đó không? Thôi. Đi đi xa quá rồi, go too far rồi á. Rồi nhớ thầy on the level đó chính là thật lòng, được chưa? Rồi ok, tiếp tục. 20. Nay nó nói chuyện với Duy trong lớp. Do you mind, bạn có phiền nếu mà tôi xem cái bài luận của bạn về cách để giúp những người khuyết tật hay không? Bạn có phiền không thì chọn như vậy các bạn. Câu A, it's so nice of you to say so. Bạn thật là tốt khi mà nói như vậy. Câu B, không. That would be fine, nó cũng được đó. Được không các bạn? Các bạn phải bám sát vào câu hỏi là gì? Luôn luôn bám sát 100% câu hỏi. Nhớ vô đề thi, đọc một kỹ thật là kỹ với thầy. Kỹ thật là kỹ cái nghĩa. Bởi vì này, các bạn vô đề thi các bạn bị mong lung lắm. Các bạn đọc xong các bạn quên sạch á. Cho nên đọc thật là kỹ. Bạn có phiền nếu mà tôi nhìn vào xem một chút xíu cái essay của bạn hay không? Thì trả lời là gì?
Thầy nói bạn my my, would you my, do you my là gì? No at all, hoặc là no gì đó. Không, được mà, không sao. Câu C, what a nuisance. What a... Câu D, yes, go ahead. Cứ làm đi. Được, cứ làm đi được không? Không. Bạn có phiền không? Phiền, làm đi. Thì phải chọn gì các bạn, các bạn bị lười rồi. Phải chọn cái gì? Câu B. Được chưa? Khi nào mới yes, go ahead. Hỏi... May I use the bathroom? May I go out? Oh yes, go ahead. Dùng để nói về cái sự cho phép. Còn điều sau này nhiều hơn. Cái sự gì vậy? Đúng rồi, giỏi. Trộn hướng nhớ mọi xuất sắc rồi đó. Thật là phiền phức. Được chưa? Giỏi đó. Bởi vậy là nó nhớ thôi, đơn giản. Không, em nghe bài nhạc em. Trời ơi, thầy thấy chưa? Thầy thấy chưa? Thầy thấy chưa? Sao nó nhớ được cái bài vậy thầy? Nhưng mà tôi dạy rồi nha. Thầy thấy chưa? Phủ đó. Nuisance, đó chính là cái sự khó chịu. Vậy nhớ thầy, vậy nhớ mày. Tức thiệt chứ. Rồi, Tom đang ở trường đại học, các bạn nhớ trường đại học phải là gì? A university, nhớ thầy nha. Đề thi mà ra mẫu từ phải coi, mình có thể xác định nó là số lượng 1 thôi. Thì coi O hoặc N. Quan trọng là phát âm ra thầy, rồi coi nó là phụ âm hay là nguyên âm. Nha các bạn, có thể bị lừa đó. Tom, how do I sign up for the psychology course? Làm sao em có thể đăng ký cái khóa học tâm lý? Rồi, bài clear nó có gì đây? Câu A, you need to fill in the online application form first. Em phải còn phải điền cái form online này trước. Ổn không? Câu B, it's my pleasure to help. Rồi, được không các bạn? Nào, câu C, your deadline. Cái thầy á. Ủa tự nhiên thầy làm câu này. Câu D, you've been dismissed. Bạn đã bị dismissed, bạn đã bị giữ không? Ờ, còn được rồi. Bị đuổi. Rồi chứ bạn hoặc là giải tán, nhớ thầy dismiss. Đuổi hoặc là giải tán. Rồi nhớ thầy một số từ với đuổi đó các bạn. Sack, fire, đúng không các bạn? Make redundant, rồi gì nữa? Sack. Sack cũng là sa thải nữa. Đúng không? Rồi dismiss cũng là sa thải. Hai từ kia thầy dạy rồi, có thể là sack là các bạn bị quên. Rồi có 22. It's a long time since I was interviewed. Đã rất là lâu kể từ khi tôi được phỏng vấn. Thì nó là gì các bạn? Đã lâu rồi tôi không phỏng vấn. Đúng không các bạn? Thì các bạn nói thì chọn thì có gì đây? Của A, I haven't been interviewed for a long time, đúng không? Tôi đã không được phỏng vấn, đã rất là lâu rồi. Sai sự nữa sao? Sai chỗ nào? For a long time. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, chết rồi. Nó giống như là hả, nó nói câu đó y chang, nó nói nó tương tự câu bắt người chứ ông già. Ghê thiệt chứ. Subscribe motherfucker luôn á. Rồi câu B. I was last, lỡ cuối cùng mà tôi phỏng vấn là rất lâu về trước. Nghĩ ổn không? Lần cuối cùng mà tôi được phỏng vấn là rất lâu về trước, ổn không? Ổn, nhưng mà có về sai gì mình cứ tháo không? Nếu sai, sai chỗ nào? Word còn lắm. Sao lại có chữ word phía sau, bỏ chữ word thì mới đúng. Đúng không các bạn? Đó. Rồi, câu C. Khi nào mới có chữ word, the last time I gì đó, was. Đúng không? Câu C đúng không? Chắc chắn là sai. Bởi vì đúng của nó phải là gì? The last time I was interviewed, was. Được chứ các bạn? The last time mới có chữ was, còn I last là không was. Nhớ thầy cái đó và cuối cùng chắc chắn không được. Chỉ có câu à, nó dễ lắm, mấy nước thôi. Nó sai câu đó thì tôi chửi nha, về tôi chửi nha. Nóng vốn dễ sợ, bổ trác dễ sợ. Bổ trác tụi nó biết biết cho. Rồi có 2, 3. Tom has the, vô lẹ đây các bạn, con nhiêu bài nè. Tom có has the same number of pens as Chris là gì? Tom có cùng số lượng bút mực bằng với Chris. Thì rõ ràng là chọn cái gì? Có A chọn không? Không. Câu B? Không. Câu C? Không. Và câu D? Chọn. Chris has as many pens as Tom, đúng chưa? Đúng. Rồi chắc chắn là đúng rồi.
là có cùng, đúng không bạn? As many pens as. Còn nếu mà không được là as much money as. Dạng vậy. Không được phải là much, còn đếm được phải là many. So sánh ngang bằng với danh từ. So sánh ngang bằng với danh từ là gì? As many hoặc là as much gì đó as. Nhớ thầy nha. Thầy tính ôn cho các bạn là gấp 2, gấp 3 mà thầy nghĩ chắc cũng không ra. Gấp 2, gấp 3. Hồi đợt học rồi đó hả? Chưa học. Nhưng mà thầy sợ để tiếng nó ra. Cái gì vậy? Twice gì đó. Bữa nào 11 học luôn á. Có gì chắc lên buổi sau, những cái buổi cuối cùng học. Chắc là những buổi cuối cùng, bởi vì những cái đó không quan trọng lắm. Cuối cùng là cho học 4 tiếng luôn. Rồi, câu số 24. We found the new Harry Potter film fascinating. Là tôi thấy mà có tìm thấy đúng không ạ? Tôi thấy là cái gì? Cái cảm nhận, đúng không ạ? Tôi thấy cái bộ phim Harry Potter mới thì nó thú vị, tuyệt vời. Thì bạn nhớ là sau file tông ngữ tính từ phải tính từ thêm yên hay thêm y đi? Thêm yên. Bởi vì đang nói mô tả về cái tông ngữ mà. Mô tả về tông ngữ, mô tả một cái gì đó phải là một cái tính từ thêm yên. Ví dụ như I find the movie boring hay I find the movie bored. À, phải là I find the movie boring. Bởi đang mô tả cái tính chất của bộ phim. Được chưa? Thì cái này cũng tương tự. Thì nói lại là gì? Xác định thì trước thầy. Quán ứ tôi bỏ cái gì trước cho nhanh gọn. Câu B trước ha, câu A thử ha. Cái bộ phim mới nhất của Harry Potter thì nó khiến chúng tôi thú vị, đúng chưa? Khiến chúng tôi cảm thấy thú vị. Cứ đọc hết đi ha, rồi mình giới hạn lại. Câu C, chúng tôi thích thú bởi cái bộ phim mới của Harry Potter. Ổn không? We're fascinated by. Rồi câu D, cái bộ phim mới của Harry Potter thì nó đủ thích thú thú vị cho chúng tôi xem. Được không? Nếu sai sao cho nào? Nó phải là gì? À, fascinating enough chứ, nói rồi mà. Tính từ mới enough chứ mấy đứa, nói chưa? Có bây giờ là enough tall, phải là tall enough chứ. Đúng không? Hôm bữa cũng có học rồi. Thì chỉ còn câu A và câu B, câu C thì các bạn nghĩ còn trong gì? Câu A là sao sao? À, phải là make us fascinated chứ. Đúng không bạn? Khiến chúng tôi cảm thấy kiểu thích thú chứ. Hiểu không? Đó. Các bạn nhớ sau make nó phải là một cái tính từ. Được chưa bạn? Còn nếu mà sau make là có động từ phải động từ nguyên mẫu. Hoặc là nếu bị động của make thì phải là make. I was make too. Rồi, nói nhiều lần rồi. Có 25, 26, 26, 26 dễ thôi. Tôi không có bỏ kem ở trong ngăn đông. Và bây giờ nó đã bị hư rồi, nó bị chảy tan rồi, không ăn được nữa. Đúng không bạn? Nó bị hư. Chạy chiếc spoil chứ bạn bị gọi là... Đúng rồi, hoặc là bị về đứa một đứa trẻ thì nó bị chứ bạn. Luôn yếu, đúng không? Rồi thì con này xác định trước thầy hai vế như nào đây? Một cái vế phía trước như nào? Quá cái đường đó còn lại. Hiện tại được chưa bạn? Nếu có thì bạn hỗn hợp thử thầy câu gì đây? Câu A ha. Tôi ước là tôi bỏ đá vào trong ngăn đông. Ổn chưa? Dùng thì ổn chưa? Để mà nó bây giờ nó không phải bị hư nữa. Ổn không? Ổn. Ổn cái này đó. Câu B. Giá như mà tôi bỏ. Ổn chưa? Chưa. Nó phải là gì? Hả? Đúng không bạn? Câu C. Nếu mà tôi bỏ đá vào ngăn đông thì bây giờ nó đã không bị sai chỗ nào. Nó phải là gì? Nó phải vô. Nó phải là hát, đúng không bạn? Hát ai put chứ đúng không? Chứ sao mà con thì con hai được. Rồi, câu D. Tôi tiếc. Tôi hối hận, tôi tiếc vì đã không bỏ đá vào ngăn đông và bây giờ nó lại bị hư rồi. Tôi tiếc vì đã không bỏ đá vào ngăn đông và nó bị hư rồi. Sai. Nhớ cho thầy những kiến thức nào mà trước giờ thầy dạy các bạn sai chỗ nào con kỹ thật là kỹ. Các bạn nhớ là các bạn coi vào những cái nó phải là gì? Not having chứ sao mà having not? Thầy nói bạn phải là not having phong từ hoàn thành phủ định. Đúng không? Đó kia ha. Phải là câu D nó phải đúng là gì? Not having. Được chưa? Thì chuẩn nhất vẫn là câu A. Đó, cho nên vô đề thi phân tích thật là kỹ. Rồi câu 26 là câu khó nhất nhưng mà thật sự cũng khó. Lần này thầy soạn cũng dễ. Cô ấy nhảy rất là nhiều tại buổi tiệc. Consequently, hậu quả là cô ấy không thể đi bình thường. Được chưa? Thì câu này nó ý nghĩa là gì các bạn? Do nguyên nhân kết quả. Đúng không bạn? Câu A. No matter how có phải nguyên nhân kết quả không? Không. Dù cho như thế nào chứ nữa không liên quan. Câu B. So much dissident là gì? So much dissident là đang đạo ngữ ổn không? Đạo ngữ thỏa cái thì chứ. Hai đứa nói gì nói giữa hai đứa. Rồi so much dissident đã thỏa cái thì chứ. Rồi.
Rồi, quá khứ đơn, cô đề quá khứ đơn kìa. Thì vậy là cô ấy nhẹ quá rất nhiều đến đâu mà does she, các bạn thêm đi she vào thôi. Does she wasn't able to walk normally, ổn không? Cô đề đó. Câu C, only by, chỉ bằng cái việc nhảy nhiều thì cô ấy mới có thể đi bình thường. Nói chung là về ngữ pháp thì đúng, nhưng mà ý nghĩa thì không liên quan. Nhớ only by là ngữ pháp sau. Rồi, not even one, không chỉ một lần là gì các bạn? Không, nhiều lần. Không chỉ một, không chỉ một lần. Not even one mà mấy đứa, là chưa bao giờ á. Được chưa các bạn? Not even one là chưa bao giờ, đồng ý với never thôi. Chưa bao giờ mà cô ấy nhẹ vũ tiệc thì chắc chắn là sai rồi. Nhớ thầy, not even one là chẳng bao giờ đó. Phải chọn là câu B. Bởi vì cái này nguyên kết quả mà. Not even one. Ờ, thầy thầy sai. Thầy soạn nhanh quá. Xin lỗi thầy. Mình xin lỗi, được chưa? Cái gì? Bị sao biết rồi. Chắc báo chính quyền quá. Rồi, tiếp tục qua 27. Tìm chữ A nào, các bạn giá còn lại. Vô. Rồi, bởi vì A, B, D nó đều là âm A. Thầy nói bài rất nhiều lần đúng không? Âm A. Được chưa? Âm A nha, ví dụ như name, fame. Đừng chứa bạn âm A hết. Vậy con C là âm A. Đây, bướm đó, rồi con C cash gì bạn? Tiền mặt. Giả bộ, bây giờ chữ số nhiều của cash là gì? Cash. Thì nó phải thêm gì? Thì giá thì động gì? Thì nó âm gì đấy? Cash. Là chết. Bởi vì ngay từ đầu là mấy đứa đã sao rồi. Mấy đứa bị lừa rồi, bởi vì cash không bao giờ thêm ế đâu. Ủa tiền nó đứng ra tự nhiên. Đó thì thầy mới thử lòng mấy đứa đó. Hiểu không? Rồi, câu B, change. Change có mang nghĩa là thay đổi, có mang nghĩa là tiền gì? Tiền thừa. Tiền thừa. Được chứ bạn? Đó, chưa có năm nào ra chữ change là tiền thừa nha. Thầy nói cho biết trước, chưa có năm nào ra change là tiền thừa nhớ bạn. Ví dụ như là tôi kêu cái người nhân viên phục vụ keep the change. Nói vậy em rút giao tiếp rồi. Keep the change, giữ lại tiền thừa. Được chứ bạn? Rồi, tiếp tục. Tìm chữ E nè, các bạn chữ E nè lại, vô, các bạn. Bench. Bench là cái gì các bạn? Cũng rất là tiếp luôn rồi nha. Rồi chữ bench mà giờ biết hết rồi. Là gì không? Trời ơi, biết luôn. Thầy nhớ là lúc 6 là thầy đã học cái từ này rồi. Tôi vô, thầy cũng nhớ luôn mấy thứ ghê không? Bench là cái gì? Là cái ghế. Ghế dài. Ghế dài trong công viên, trong công hoặc là trong vườn gì đó. Bench. Rồi, câu B đọc gì? Scene hay là scene? Scene. Câu C? Wax. Và câu D? Bell. Rồi, chốt thành câu gì? Bell. Bell là dữ bạn? Cái... Rồi, học ôn lại một số cụm. Đó chính là tighten the belt. Tighten someone's belt. Cái này tôi ra trong đề thi đại học là ai biết nó ra lại. Là dữ bạn? Tắt chặt cái địch là như thế nào? Tắt lưng bụng bụng. À, ok. Tiết kiệm á, tắt lưng bụng bụng. Rồi, cũng có một cụm này cũng vậy rồi. Và từng ra trong đề thi đại học 2015. Run a tight sheet. Là gì các bạn? Đúng rồi, điều hành một cách chặt chẽ hoặc là nó hiệu quả. Đúng các bạn, đề thi ra chấm với chấm, a tight sheet chốt là chữ run. Hoặc là run a chấm với chấm, run a tie chấm chấm chốt thành chữ ship. Bởi vì ra tìm từ trái nghĩa rồi thì nó chỉ có thể ra là đục lỗ thôi. Được chưa? Tiếp tục câu 29. Câu A đọc gì? Insert hay là insert? Insert. Chắc chưa? Đã thấy thứ mấy? Dạ. Câu để đó. Câu B? Metal. Đúng không? Câu C? Curve. Và câu D? Parade. Được chưa bạn? Thì họ chọn theo câu gì? D. Nhắc lại, insert là giữ bạn? Metal. Rồi, current. Rồi, the parade là một cuộc là diễu hành. Được chưa các bạn? Parade. Rồi. Parade, nhưng mà các bạn nhớ là có từ này
thập kỷ, đọc là gì các bạn? Decade, nhớ lại nha. Rồi thì nó ở chữ parade nó có thể đồng nghĩa với từ march các bạn ha. March tháng 3 á, nhưng mà march nó ngoài mang nghĩa tháng 3 thì nó sẽ mang nghĩa là diễu hành, hoặc là kiểu như là tiếng Việt nó là gì đó, kiểu như quân đội mà diễu binh, gọi là duyệt binh đúng không ạ? Đó, duyệt binh, diễu hành cũng được này, hoặc là duyệt duyệt binh, học này nha, diễu hành hoặc là duyệt binh, học này đi. Và có một cụm thành ngữ cũng rất là hay, không biết trong này có không, give someone marching order. Bộ ai thôi thì mấy đứa tham gia đây, mở rộng thêm nhớ bạn, give someone marching order, give someone marching order, nhớ thầy chữ march mà không biết khoa thì chắc chắn là không phải tháng 3 mà nó kiểu như là duyệt binh, được chứ bạn, diễu hành. Và kiểu như cho ai đó cái lệnh mà diễu hành là kiểu như là cho ai đi á, cho anh là buộc ai đó thôi đi, buộc ai đó thôi đi, cho đó thôi đi. Đề thi mà ra give someone chấm chấm order, chốt thầy marching. Rồi câu 30, 3 tiết mà chọn cái gì đây, câu A đọc gì? Introduce. Để đó là câu B, interrupt hay là interrupt? Interrupt. Đừng có đọc tiếp câu C, theory hả? Theory. Theory. Rồi, rồi. Câu D là gì? Overnight hay overnight? Overnight. Trời ơi, nó tùm lum rồi, chị chọn cái gì trời? Không phải 2 điểm. Mất. Tăng tành mấy khói. Tư. Câu gì? Introduce and introduce. Let me introduce. Let me introduce you guys. And let me introduce you guys. Introduce. Giới thiệu, introduce. Được chưa bạn? Nhưng mà ngoài mang nghĩa giới thiệu, con mang nghĩa là gì? Đúng rồi, du nhập. Đúng không bạn? Vậy rồi. Integrate hay là integrate hay interrupt? Interrupt. Interrupt cho thầy. Can thiệp đúng không bạn? Xen ngang, cắt ngang. Interrupt. Và thầy nói với bạn rồi, nếu mà có một cái từ mà nó có những cái giới từ, ví dụ under, over, thì nó sẽ không nhấn vào nó, được chưa bạn? Phải là gì? Overnight. Nhưng mà đúng của nó, cái từ này có hai trọng âm, là rơi vào âm tiết thứ nhất và âm tiết thứ ba, âm tiết chính của nó và âm tiết thứ ba, phải là overnight, được chưa bạn? Nhưng mà thầy từng dạy bạn overnight success là gì? Một cái thành công như nào? Một thành công qua đêm, một thành công như các bạn bất ngờ, được chưa? Thì con này phải chờ nó chính là câu C. Ủa? Nhưng mà hồi nãy đứa nào chọn tùm lum tùm la mà? Nãy con kêu C mà. Ai biết? Thầy nghe tùm lum tùm la nhiều ý kiến quá à. Rồi có 31. Rồi mấy đứa nghĩ sao nào đây? It is advisable that people involved in the incident give more convincing evidences. Cô B. Tại sao sai? Bị hóa vậy đó. Câu giải định cho nên là dùng bảy rồi. Phân tích thật kỹ nha. Nếu mà sửa lại thành gì? Be involved, đúng không? Đúng không? Ý của em là involved phải thành be involved. Thay đổi thành gì? Vậy em chọn con B sai là đổi thành gì chứ? Mấy đứa nghĩ thành gì? Em nghĩ thành con B. Em bởi đi. Involve in là gì? Tham gia vào, đúng không bạn? Rồi vậy bây giờ thầy nói các bạn nha, giả bộ các bạn phải phân tích thật là kỹ, coi từ đầu tới cuối. Giả bộ như involve mà thầy bỏ D đi, involve đang động từ, vậy cái này people là chủ ngữ, involve là động từ, vậy khi cũng là động từ. Ủa, xin lỗi, tự nhiên động từ, danh từ, động từ thì nó như thế nào thôi? Sai rồi. Thì các bạn còn là, coi lại nha, đây chắc chắn là câu gia đình. Thì người ta được khuyến cáo rằng là mọi người, các bạn thấy nó có hai động từ trong một câu thì chắc chắn là một câu gì, nó phải là câu nó có liên quan về điểm ngữ pháp gì các bạn? Rút gọn mày đều quan hệ người, những người mà tham gia vào cái sự việc thì phải nên cho những cái bằng chứng mà thuyết phục. Vậy sai chỗ nào? Câu D tại sao sai?
sao cô đây nó đơn giản thôi mấy đứa, bữa nào làm chứng nó như thế nào không đúng được, thầy nói mấy đứa coi danh từ nữa mà mấy đứa coi thật là kỹ chứ thầy, được chưa? Đó đó, cứ coi hết cái này đó chính là chủ ngữ ít nhiều, to be đúng chưa, rồi động từ chi đúng chưa, đúng thì chưa, rồi danh từ ít đếm được không được gì đó, làm gì mà evidences. Đó, phân tích là kỹ, cho nên thầy các bạn thấy rõ ràng là các bạn vô đề thi là các bạn suy nghĩ nó ngắn hạn lắm. Thấy chưa? Nãy giờ mất nhiều cái không phải hai rồi đó. Cho nên cứ gộp lại thôi. Rồi, câu 32. Câu 32 cũng rất là dễ. Tất cả thành viên của hội đồng thì cảm thấy rất hạnh phúc về cái quyết định. Cuối cùng thì quá dễ, chọn thằng cái gì? Đó là gì? Cái gì thôi, bởi vì đây là động từ. Theo là động từ gì? Trạng thái, là động thì phía sau nó phải là tính từ. Rồi 33 cũng rất là dễ tìm lỗi sai. Thật sự thì từ vựng dễ hết rồi. Có 33 100% từ vựng dễ hết rồi. Giờ coi thử nha. There was a portrait, là có một cái bức chân dung. Nó là danh từ của động từ portray, hôm qua mới dạy là mô tả. Đúng không ạ? Đó. Có một cái bức chân dung ở trên một cái áo khoác gì đó mà nó thể hiện được rằng khoa học nó đã được kết hợp với nghệ thuật. Theo cái gì nhất đây? Theo cái manner, thầy dạy các bạn cái manner. Cái thói, đúng không bạn? Cái cách, trên cách trên gọn. Rồi chơi theo một cái cách mà nó cái có thể gì đó nhất có thể. Đúng không bạn? Đó thì các bạn phân tích nè, cái portrait là một cái chân dung. Có một cái chân dung thì cái này danh từ thì nhiều khi khả năng danh từ các bạn đừng quan tâm quá là nhiều, được chưa? Chân dung thì gì đâu sai, có một chân dung trên một cái áo khoác, cái áo khoác thì người ta có một cái chân dung trên đó mà nó thể hiện rằng khoa học có thể kết hợp với nghệ thuật, được chưa? Đó, theo một cách mà nó được kết hợp thì ổn không? Khoa học nó được kết hợp với nghệ thuật ổn không? Ổn thì cái này rõ ràng là câu về từ vựng rồi, cho nên câu C không có béo gì sai chứ á. Cô D theo một cách manner cái gì sai không? Nó chỉ có câu gì thôi, tasty là gì mấy đứa? Tasty là tính từ mà. Ngon thôi gì đó, đúng không? Theo cách ngon là như thế nào? Thì các bạn nghĩ tasty đổi lại thành gì? Thầy tôi nghĩ bạn fruity và fruit gì? Rồi vậy xong quên nữa rồi chết rồi. Phải là taste gì? Tasteful. Được chưa? Tasteful là gì các bạn? Tasteful kiểu như là có khiếu thẩm mỹ, mang tính thẩm mỹ, mang tính thẩm mỹ. Hoặc là dịu. Dịu. Mang tính thẩm mỹ. Thì đây phải là gì? Đây nghệ thuật mà, theo cách mà nó mang tính thẩm mỹ cao nhất. Được chưa bạn? Thầy tổng dạy bánh chính là fruity và fruitful luôn rồi. Fruity là kiểu như là có mùi trái cây, còn fruitful là nó tạo ra cái kết quả mà nó tốt. Đúng không bạn? Đúng rồi, chính xác. Ok, rồi giúp sự mấy đứa rồi coi mấy giờ rồi. Sao? Không em, chỉ là tasteful thôi được rồi. Bởi vì cái này, cái tính từ này mô tả cho cái manner mà. Nó bộ nghĩa cho manner mà, chứ sao nó đâu thể mô. Nếu mà trạng từ thì nó phải bộ nghĩa cho tính từ em. Hiểu không? Theo một cách mà nó mang tính thẩm mỹ, đúng không? Đó, thì chữ taste đã bộ nghĩa cho cái từ manner, chứ không phải bộ nghĩa cho possible. Tôi nghĩ là xéo biểu vào câu 3 bài đọc thôi. Mấy đứa lấy một bài đục lỗ. Lấy bài đục lỗ trước trong một cái đề nào đó thầy không nhớ rõ. Lấy bộ đề thầy, cái bài là có Virtual Reality á, như đề số 18 thì phải. 18 thì dụng theo đó thầy ơi. Mấy đứa thầy cặp đề thầy, cái tình yêu dụng tới. Lấy thầy con có đề 18 hoặc đề 17 gì đó. Cho luôn cái giấy hàng rồi. Tao uống nữa hả? Tao uống đâu uống thì tao uống. Đi ra đi coi. Đi. Rồi đều 7 nha mấy đứa. Em đứa đi thì coi mình đi ra ba nhà mình chưa sửa. Con này đang gửi qua coi nha. Các bạn khác cũng vậy nha. Về nhà vui lòng coi thử mình có bài đọc nào chưa coi, cái đề nào chưa coi thì kêu thầy gửi cho coi nha các bạn. Tôi nghe nó ra.
gàng chui á. Đi ra, bạn đi cửa. Đi ra, đi ra. Đi ra. Đường 17 là lẹ các bạn. Đường 17 bơi đường 17 có bà chưa sửa. Rồi lẹ lẹ của bạn còn 3 đoạn lẹ lẹ lên nhanh lên. Sạc cái con. Sạc nó xuống. Hết giờ. Ừ đúng rồi em. Nhà thầy nước thủ đúng sôi không? Lấy đường 17 lẹ đi các bạn. Rồi, có cái bài Virtual Reality là gì các bạn? Thôi không có thì coi trong trên TV cũng được. Bài này có thể ra trong một cái bài đọc dễ của đề thi nha các bạn. Có thể ra trong một cái bài đọc dễ của đề thi nha. Tính là đọc lỗi em sai nhiều nhất, còn mấy bài kia sai cũng đúng. Trời ơi, như vậy bài đọc lỗi nó ít nhất mấy đứa phải làm đúng thầy 3 câu chứ đúng không? Bởi vì 3 câu em sai đọc lỗi như bài đó, bài đọc. Cái gì thì nó khi nào mình mới dùng mình đề gì? Quen thì trước đó phải là một cái thời điểm này. Một cái thời điểm. Ví dụ như là my childhood is the time when I had a lot of fun. Hiểu được không? Nó phải trước đó phải một cái thời điểm. Quê thì trước đó phải là một cái nơi chốn thôi. Cái đề được gỗ là quê. Nhưng mà em cứ yên tâm, đề thi nó không ra tới vậy. Đề thi nó chỉ ra một là what, who, hai là which, ba là that. Còn khó hơn thì là chỉ where thôi. Mà coi where trước đó là một cái địa điểm đơn giản vậy thôi. Who thì phải là liên quan vào sở hữu. Mà chắc chắn sau who phải là một cái danh từ. Được chưa? Nhưng mà không ra who tới nỗi mà khó như vậy đó, yên tâm. Bởi vì những câu này là những câu mà sai 2 câu, 3 câu rồi. 3 câu. Trong khi bài đọc sai 3 câu mà bài đọc 7 câu sai 2 câu. Rồi bài đọc mà sai 7 câu mà sai 2 câu luôn à. Ghê vậy. Ý là 17 2 cái luôn á. Hai bài đọc tổng cộng là 12 câu á em. Thì sao? Không, hai cũng được. Nhưng mà rụt lỗ trời ơi. Bài đọc cũng cùng sai. Thôi vô lẹ nè các bạn, vô lẹ. Vô imagine nhớ vào thứ hai các bạn. Hãy tưởng tượng một cái tương lai mà nó không có thực nữa mà nó lại mang tính ảo. Được chưa? Rồi, nếu mà thực tế ảo nó tiếp tục cải thiện thì có thể trong tương lai chúng ta sẽ không thể thì có thể trong tương lai chúng ta sẽ không thể phân biệt được giữa thế giới thực và thực tế ảo. Được chưa? Thầy từng dạy các bạn tell the difference, phân biệt được, đúng không? Rồi, chúng ta có thể dành cả ngày mỗi ngày trên một cái thế giới ảo. Được chưa? Thế giới này nó sẽ trông có vẻ và nghe có vẻ như y chang như là thế giới thật. Và bộ não chúng ta có thể thậm chí tin rằng nó là thế giới thật. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có thể chọn thế giới gì đó mà chúng ta thích. Chúng ta có thể chọn, các bạn cứ đọc hết đi nha. Chúng ta có thể chọn cái gì, thế giới gì đó chúng ta thích. Chúng ta có thể chọn gì? Bất kỳ. Một thế giới khác chúng ta thích. Các bạn thấy word phía sau là số ít. Đúng không ạ? Đó, ok. Số ít thì có thể chọn another hoặc chọn other.
Nhưng mà thật sự thực tế nha, số ít thì A, B, C, D chọn nào cũng được, như coi về nghĩa thôi. Đầu tiên song, đầu tiên another. Another mà số ít là gì các bạn? À, khác nữa. Chúng ta có thể chọn một thế giới nữa mà chúng ta thích được không? Thầy dịch lại nha, thế giới này nó sẽ nghe có vẻ, trông có vẻ như là thế giới thực mà chúng ta ở, và bộ não chúng ta thậm chí nghĩ rằng nó là thế giới thực luôn. Và chúng ta sẽ có thể chọn cái thế giới khác mà chúng ta thích. Rồi, chữ other là chữ bạn, chữ other là thế giới còn, khi nào mới dùng chữ other, khi số ít còn lại, thế giới còn lại mà chúng ta thích được không? Câu C, câu B, some, một vài, sau some là phải, nếu mà một vài sau đó danh từ số nhiều, nhưng mà sau some đâu phải, sau đâu phải lúc nào cũng mang một vài, mang nghĩa là nào đó, một thế giới nào đó mà chúng ta thích. Được chưa? Và câu C, một thế giới, bất kỳ thế giới nào chúng ta thích, các bạn nghĩ cái nào phù hợp? Câu C. Được chưa? Thực tế câu B thì câu này thầy soạn, nếu mà chọn câu B vẫn được các bạn. Được chưa? Nhưng mà chọn câu C vẫn đúng nhất. Rồi các bạn có thể chọn bất kỳ cái thế giới nào chúng ta thích. Are you fed with seeing crime? Bạn đã, liệu bạn có, quên chữ fed up with rồi. Bạn có đang chán? Được chưa? À, đúng là thầy phải dịch cho các bạn rồi sau đó rồi mới kiểu như là dịch hết câu cho các bạn dự đoán chứ, đúng không? Chứ bạn có giả bộ bạn không biết fed up with là gì, kệ nó. Bây giờ coi nè, bạn có đang gì đó với cái cảnh là phải xem, phải nhìn những cái tội phạm, cái cảnh nghèo đói và những cái sự intolerant, những cái sự không thể nào chịu đựng trên thế giới thực hay không? Thì chắc chắn là bạn có đang gì đó hay không? Cứ đọc hết đi ha, để bạn dự đoán fed up with. Rồi, thì vậy thì hãy ở đây. Then, vậy thì sau đó hãy slip into your old VR world. Vậy thì hãy đi vào thế giới thực tế ảo. Được chưa? Cái gì đó mọi người hạnh phúc và mọi người đều thấy bạn là hấp dẫn. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Thì chắc chắn là đây là một cái nơi where everyone. Được các bạn? Rồi thì rõ ràng world là một cái nơi trốn rồi. Thế giới này where everyone. Đó, nó ra khó thì chỉ có thể ra tới khúc này thôi, chứ không ra chữ who sao chữ cái gì khác đâu. Được chưa? Rồi, thì rõ ràng các bạn còn vẫn có thể dự đoán được chữ fed up with là gì, lỡ để thi ra bài này mà ra bài đọc tìm đồng nghĩa sao? Thì đồng nghĩa với bored with thôi, hoặc là sick of. Được chưa? Đó, dự đoán được, bởi vì các bạn thấy rõ ràng phía sau là những cái tiêu cực mà. Được chưa bạn? Đó, bạn có đang chán hay không? Rồi, tiếp tục. Trong tương lai thì những cái máy móc machine, âm tiết thứ hai ha, những cái máy móc thông minh nó có thể thay thế hầu hết công việc, dẫn đến cái nạn thất nghiệp, nạn đói và cái gì đó xã hội. Cái này là nhớ là trên trường giáo viên có dạy mấy đứa thầy từng thầy xem một cái đề social gì đây, social backlash vậy. Rồi là gì các bạn? Thầy từng dạy bạn trống thành gì đó, trống thành đã gây ra những cái backlash, là những cái sự nó quên rồi chứ không? Rồi những cái sự phẫn nộ, đúng không? Rồi provision là cái sự gì thôi, provision là danh từ của động từ gì? Provide là cái sự gì thôi, rồi cung cấp. Câu C, progress, cái sự tiến bộ. Và câu D, arrest mới nghĩ. Nhưng mà các bạn phân tích về nghĩ trước đó, các bạn loại bỏ cái D trước để đó. Rồi, nó tạo ra gọi là cái sự phẫn nộ xã hội. Các bạn coi nè, trong tương lai thì gọi là máy móc thông minh nó sẽ thay thế hầu hết công việc, dẫn tới những cái tiêu cực nè, thất nghiệp nè, nạn đói nè, và những cái phẫn nộ xã hội. Tiếp tục, câu B, những cái sự cung cấp xã hội. Và câu C, đó chính là sự tiến bộ xã hội. Chắc chắn là câu C như thế nào? Bỏ. Rồi các bạn chọn gì đây? Chọn gì? Khó ha. Đó phải là social unrest. Thầy nhớ là đề Phan Châu hay đề Ngô Gia Tự đã có trong đây. Được chưa? Hôm nay social unrest là kiểu như là bạo loạn xã hội. Social unrest, bạo loạn xã hội. Thì rõ ràng bây giờ mà robot mà nó thống trị thế giới thì bắt đầu là xã hội nó rối tùm lum tùm lá. Được chưa? Nhớ thầy social unrest nha, bạo loạn xã hội. Tiếp tục, what can be done to prevent this là gì các bạn? Có thể là bắt bằng cách nào để ngăn chặn được việc này là ngăn chặn những cái yếu tố tiêu cực này. Một câu trả lời đơn giản là gì các bạn? Có thể cho mỗi người lớn tiền miễn phí vào mỗi tháng, và nó được gọi là universal basic income, UBI. Nó được gọi kiểu như là cái tiền
lương tối thiểu chung. Tại vậy các bạn universal rồi, chung, đại chung, đúng không các bạn? Rồi, thì cái này ở UBI người ta rõ ràng các bạn chỉ U nhưng phải đọc là ở UBI, đúng không? Cái UBI nó vẫn chưa đủ để sống một cuộc sống mà toàn là sự giàu sang, nhưng mà nó đủ để tồn tại, nó để thì có thể là đụng lỗ chỉ survive. Và nếu mà bạn muốn thì bạn có thể top up, có thể là gì đấy, dự đoán thôi, kiểu như người ta mỗi tháng cho mình tiền, nhưng mà nếu mà cảm thấy chưa đủ thì bạn có thể gì đấy, à, làm tăng cái tiền này của bạn bằng cái việc làm việc đơn giản mà thôi. Được chưa? Top là hàng đầu là làm cho nó tăng đó. Được chưa? Rồi, does this sound too good? Mới học too good to be true nè. Được chưa? Điều này chắc nghe, điều này ác hẳn nghe có vẻ rất là tuyệt vời, khó tin. It's already been tried. Thật sự nó đã được thử nghiệm trong nhiều quốc gia, đó có thể là chữ barriers, nhiều quốc gia bao gồm Phần Lan, đó, where, nơi mà những người tham gia vào cuộc thí nghiệm thì nhận bao nhiêu đây, được chưa các bạn? Đó, take part in the experiment, đâu có thuộc vận dụng nào mà chưa dạy đâu, đúng không ạ? Đó, thì bên cạnh đó thì thầy sẽ ôn lại, thật sự là ôn lại thôi, bởi vì dạy rồi, in the lab of luxury, dạy rồi, thầy tôi dạy các bạn lab là gì? Thầy tôi dạy các bạn laptop và desktop chứ? Nói chưa ta nghe thầy dạy lớp kia. Desktop và laptop. Desktop là gì? Thầy viết ra nè. Desktop máy tính để bàn. À, máy tính để bàn, laptop là máy tính gì? Cầm tay, nhưng mà mình thường cầm máy tính như thế này mà để đâu? À, để trong cái này được gọi là gì? Cái lòng. In the lab of luxury là gì các bạn? Trong cái sự giàu sang phú quý đó, cái này dạy rồi nhé. Được chứ? Cho nên thầy nhắc lại nha, các bởi vì là mỗi lớp học bài khác nhau, cho nên là thầy vẫn chưa quản lý được cái việc mà lớp nào học bài nào, được chứ các bạn? Cho nên về nhà coi lại tất cả những đề từ số 1 đến 19, bài nào chưa coi kêu thầy gửi. Ai biết được mà cái bài đó mà các bạn không coi cái nó ra làm sao? Được chứ? Rồi, tiếp tục. Công nghệ AI thì nó càng ngày càng thông minh. It fly, nói gì đây? Không phải nó bay nha các bạn, nói gì các bạn? Nó fly aeroplane, tự nó bay máy bay là gì? Nó phải là gì? Nó lái máy bay chứ tự máy nó bay máy bay là gì trời? Hiểu không? Nó lái máy bay và nói gì đây các bạn? Nó recommend là nó gửi đề xuất những cái bài báo để đọc và nói chúng ta biết how long our journey will take, và nó sẽ báo cho chúng ta biết là cái journey, cái hành trình chúng ta nó sẽ mất bao lâu. Được chưa? Rồi, chấm chấm chấm. What will happen? Rồi, câu này thì bị thiếu viết mấy cái số đó. Rồi, cái này một cái liên từ thì bạn chọn gì đây? Thì phải coi ý nghĩa câu viên trước câu sau. Nãy giờ đã tích cực, nãy giờ câu đọc đoạn 3 nè. Kiểu như nó giúp ta lái máy bay nè, đề xuất những bài báo để đọc nè, và nói chúng ta là cái hành trình sắp tới nó sẽ mất bao lâu. Rồi, việc gì nó sẽ xảy ra khi mà AI nó sẽ trở nên thông minh hơn chúng ta? Rồi, các bạn chọn liên từ gì? Tuy nhiên, chọn gì? Bớt hay however? However. Trời ơi, có bớt however thì mấy đứa phải bình tĩnh coi lại chứ, coi lại gọi là cái chấm phẩy rồi chứ mấy đứa. Coi câu đề nó hay như nào đấy? Chấm. Rồi, cái gì đó? What happened? What will happen? Khi nào mới dùng cho however? Đứng giữa hai dấu phẩy, đứng giữa gì nữa? Chấm phẩy rồi, cái này phải chấm phẩy không? Thì phải là gì? Bớt cho thầy chứ. Ui cha. Rồi, this point. Cái thời điểm này, point này là thời điểm, được chưa bạn? Cái thời điểm này nó được gọi là the singularity. Được chưa? Thì nó được dự đoán là nó xảy ra vào giữa thế kỷ này. Đó, ok ha. Sau cái thời điểm này, there is no going back. Sau thời điểm này nó không còn, mình không có khả năng quay trở lại nữa. Được chưa? AI nó sẽ tạo ra những cái AI mà thậm chí thông minh hơn, nó tự tạo ra luôn á, kiểu như là nó sẽ gọi là tiếng Anh nó có một từ thầy quên tiêu rồi, kiểu như là mình nó clone á, mấy đứa bị clone, clone nó biết không? Clone là kiểu như bạn, clone là những nhân bản, đúng không bạn? Đó, các nó thể nó cái tự gọi là clone nó luôn, được chưa? Rồi, nhưng mà liệu AI đang câu hỏi ha, nhưng mà liệu AI nó sẽ sử dụng trí thông minh của nó để cải thiện cái living gì chứ? Quá dễ, living. Living gì? Well-being. Có bao giờ living well-being không? Nó phải well, nhưng mà phải đọc hết thôi. Reduce inequality, nó giảm thiểu cái sự
Trời ơi, IQ mà dùng biết IQ là gì mới đớt cái sự gì đây? Sự mất công bằng, cái sự bất công và non kéo. Life expectancy mấy đứa, tuổi thọ, hay là nó sẽ đơn giản nó sẽ phá hoại chúng ta bởi vì nó không còn chúng ta nữa. It's anyone's guess. Cái điều đó là một điều không ai biết trước được. Thảo thầy, it's anyone's guess, đó chính là không ai biết trước được. It's anyone's guess, không ai biết trước được. Không ai biết được. Vậy living gì các bạn, làm gì cái living well-being thì có well standards, living standards, đó chính là chất lượng cuộc sống thôi. Đó. Mấy đứa cố gắng làm xong là mấy đứa dịch, giả bộ thầy dịch well-being, thầy dạy mấy đứa là gì? Sức khỏe về tinh thần và thể chất. Dịch mấy đứa quăng vào. Sức khỏe tinh thần về thể chất sống thì nó như thế nào rồi mấy đứa? Nó kỳ chưa? Cho nên một lần nữa là bị suy nghĩ ngắn hạn á, thấy chưa? Cho nên trước khi làm là phải thật sự suy nghĩ kỹ, quăng vào từng cái rồi dịch. Được chưa? Rồi. Tự nhiên thầy quên cái nghĩa tiếng Việt của quỷ này rồi, thầy hiểu tiếng Anh là thầy dịch lại. Lỡ được thêm ra cái từ này. Là gì? Không, thật sự là quên tiếng gì của nó là gì, hiểu tiếng Anh à. Rồi, tính độc nhất. Đúng rồi, bởi vì nó là danh từ của cái tính từ single thôi. Được chưa? Tính độc nhất, tính duy nhất. Hoặc là kiểu như cái việc mà bá chủ mới được, hiểu không? Dịch như vậy cũng được, thầy nhớ là thầy dịch hay hơn chứ không phải là tính. Để xuống coi. Thật sự mà tiếng Việt không có luôn mấy đứa. Rồi thì mấy đứa dịch này the singularity, đó chính là một cái tương lai giả định mà công nghệ phát triển rất là mạnh và khó kiểm soát bởi vì tiếng Việt không có một cụm cụ thể. Được chưa các bạn? Tự nhớ một cái tương lai giả định mà công nghệ nó phát triển một cách mạnh mẽ và khó kiểm soát. Được chưa bạn? Nổi luôn. Một cái tương lai giả định mà công nghệ phát triển mạnh mẽ và khó kiểm soát. Đó. Rồi xong bài này. Có thể ra trong một bài đọc ngắn. Nhớ bạn. Rồi tiếp tục bài đọc. Rồi vô nha. Thôi vô dịch nhanh luôn nè. Celebrity chef Jamie Oliver. Celebrity chef là các bạn, cái người đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver thì đang có một cái mission, là một cái gì mà nhiệm vụ hoặc là gì là sứ mệnh đi. Được chưa? Chế độ này đang có một cái sứ mệnh nhằm thay đổi cái hành vi ăn uống của con người. Đó, chế độ này đang có một cái sứ mệnh. Được chưa bạn? Một cái sứ mệnh để thay đổi cái hành vi ăn uống của con người. Rồi. Intermission. Cái gì? Intermission. Ồ, tao không hiểu, tao không biết luôn á. Thật sự. Rồi, as part of his mission, trong một cái phần của cái sứ mệnh của ông ấy, thì ông này ông đã mở ra một cái gì đây, các bạn phải đừng có dịch cái cộng đồng mới, dịch cái food center là gì, nó một cái trung tâm thực phẩm về cộng đồng mới ở Huntington, West Virginia ở Mỹ á. Được chưa bạn? Vào năm 2009. Được chưa bạn? Rồi vào năm 2009 thì cha nội này đã chọn cái thành phố Huntington
Largely because phần lớn là do, phần lớn là do cái, cái gì chứ? Các bạn nhớ sau because of nó là một cụm danh từ thì mình dịch cái danh từ cuối cùng trước. Bởi vì do gì đây? Tại sao ông lại chọn cái hình cái nơi này? Bởi vì do gì các bạn? Bởi vì nơi này nó có gì? Nó có cái bệnh, cái gọi là cái tỷ lệ bệnh liên quan về thực phẩm cao. Là nơi này kiểu như ăn uống nó bị không healthy. Được chưa các bạn? Đó, lý do tại sao đề thì có thể rất đơn giản. Và tại sao ông này lại chọn cái nơi này? Bởi vì nơi này là người dân ăn không lành mạnh. Được chưa các bạn? Rồi, và cụ thể là nói ăn không lành mạnh còn chưa đúng, nó phải thỏa một cái là bị mắc nhiều bệnh do ăn. Được chưa các bạn? Rồi, at the time là gì? Vào thời điểm đó thì trên 45% dân số người lớn là bị bệnh béo phì, theo một cái báo cáo của chính phủ. Và cái đội của Oliver là đã dành 5 tháng ở nơi này để coaching people, để làm gì đây? Huấn luyện mọi người, hoặc là hướng dẫn mọi người về thực phẩm sạch và tươi. At the food center, ngay ở tại cái trung tâm thực phẩm này, cái mà được gọi là James Kitchen, thì cái đội của nấy đã dạy những cái bài giảng về nấu ăn và phục vụ những món ăn lành mạnh. 3 năm sau đó thì The Kitchen được mở và cái mức về béo phì ở cái nơi này đã giảm 10%. Thì rõ ràng còn bao nhiêu phần trăm? 35%. Trên 35%, bởi vì over mà. Ồ, trên 45% trừ 10 khoảng còn trên 35%. Hiểu chưa mà? Đó thì ok các bạn ha. Rồi nhưng mà bây giờ các bạn coi nè. Đọc như thế này, thầy có thể là thầy suy luận là cho đến nay là tỷ lệ béo phì của cái thành phố này nó còn 35% không? Cho đến nay là thời điểm bây giờ. Nói như vậy đúng chưa? Lý do tại sao giải thích? Tại vì nó còn đang giảm. Cái chỗ giảm 10% là hồi nào? 2012. Đúng rồi, chính xác, bị 3 năm 6 mà. Cho nên nói như vậy vẫn chưa đúng, các bạn hiểu được chứ? Đó, ok các bạn ha. Rồi các bạn xử lý với thầy cái câu số 35. Theo đoạn văn thì cha đội này nghĩ rằng cái này chưa có, đọc tiếp. Rồi thì bài này đang nói về cha đội này. Ông này ông có một cái sứ mệnh là thay đổi thói quen ăn uống của mọi người. Bởi vì và bắt đầu ông nghiên cứu, ông có một cái nơi thí điểm, đó chính là cái thành phố Huntington ở West Virginia. Và nhờ vào cái nỗ lực của ông ấy thì ông ấy đã gọi là gì các bạn, đã làm giảm thiểu mức độ béo phì của thành phố này xuống khoảng còn khoảng đâu 35%, được chưa? Và cụ thể là cái nhà hàng ông mở thì mục đích dùng để làm gì? Để dạy nấu ăn và kiểu như là phục vụ những món ăn mà nó sạch, được chưa các bạn? Rồi đọc tiếp. Trong những cuốn sách của ông ấy và những cái chương trình truyền hình TV của ông ấy thì channel này cũng đã highlight là gì các bạn, đã nhấn mạnh, đã làm nổi bật, đã nhấn mạnh tại sao cái việc ăn uống nó đang trở thành một cái thử thách như ngày nay. Kiểu như cái việc ăn uống khỏe mạnh thật là sao một cái việc là khó. Được chứ bạn? Đó, ok ha. Rồi, at the heart of the issue, tại cái trái tim của cái vấn đề là gì bạn? Cái trung tâm. Cái cốt lõi của vấn đề. Được chứ các bạn? Cái cốt lõi của vấn đề đó chính là gì? Là cái Westbrook ignorance. Là cái sự gì? Cái sự phớt lờ mà nó mang tính rộng rãi, là kiểu như là thật sự bản thân mấy đứa có quá quan tâm quá là nhiều về cái đồ ăn mình ăn hàng ngày không? Gặp thầy thì cũng không quan tâm quá nhiều, đúng không bạn? Là kiểu như là hầu như là ai cũng phớt lờ về việc này, được chưa? Rồi trừ những người mà tập thể dục thể thao này là thôi. Tiếp tục, chế độ này cũng nghĩ rằng nhiều người, particularly cụ thể là trẻ em, thì đang out of touch. Touch là kiểu như mình chạm được, chứ out of touch là gì? Không thể chạm được là như thế nào? Đâu phải out of reach mà. Ngoài tầm mới là như thế nào? Cứ đọc tiếp đi ha. Đặc biệt là trẻ em thì họ không tiếp cận, đúng không bạn? Thích là mình chạm là tiếp cận á. Thì kiểu như là phần lớn là trẻ em, cụ thể là trẻ em thì không tiếp cận được, hoặc là không hiểu được, cái này không là không hiểu được đi, không nắm được thông tin đi. Được chưa? Là những cái phần lớn mọi người thì không nắm được thông tin những thứ mà họ ăn ở trên cái plate, trên cái dĩa của họ. Hình như mình là dĩa các bạn. Đó, ví dụ như ngày hôm nay mẹ mua món A, món B, món C, rồi mình có biết cái phần trăm dinh dưỡng của nó như thế nào không? Rồi mình có biết nó ăn xong mình có bị bệnh gì không? Làm sao biết được? Cho nên là nhiều người là họ không nắm được thông tin về những thứ họ đã ăn trên dĩa. Tiếp tục, họ là không có nhận thức được những cái ingredient, trời ơi, vậy hết rồi, những cái nguyên liệu trong cái đồ ăn mà họ ăn.
hoặc là nó được làm bằng như thế nào, nó là cái gì để thêm ra gì, ít là nó là coi kỹ là food hay là ingredient. Không thể là ingredient bởi vì đa số lượng là một mà, đúng không? Phải là the food. Được chứ bạn? Tiếp tục. Ở trường, ở nhà, ở trường và ở trên Main Street là những con đường chính, là những con đường mà quốc lộ này nọ, những con đường mà tấp nập người đó, thì mọi người no longer, mọi người thì không còn learning about good food, thì mọi người không còn tìm hiểu thêm về những đồ ăn ngon hay là cái việc nấu ăn ngon và những cái cách ăn mà nó lành mạnh. Được chứ bạn? Là kiểu người ta không còn quan tâm quá nó nhiều đó. Được chưa? Rồi, và trong quá khứ thì cha này giải thích thì những cái bữa ăn tại nhà thì nó thường được nấu với những nguyên liệu mà nó tôi còn giờ thì như thế nào? Giờ thì người ta như thế nào các bạn? Giờ người ta ra ngoài ăn rồi, cuộc họ trong này không có ra ngoài ăn nha. Người ta không còn quan tâm quá là nhiều về đồ ăn ngon hay là đồ ăn mà nó sạch hay không. Bởi vì bây giờ các bạn thấy rõ ràng thế giới càng ngày nó càng hối hả, cho nên người ta chỉ còn ăn nhanh là sống. Cho nên mình xuất hiện những cái fast food. Các bạn hiểu được chứ? Đó, các bạn ha. Rồi vậy các bạn xử lý thầy câu đầu tiên. Thì gọi là chế độ đang nghỉ, nó khó để có một cái chế độ ăn khỏe mạnh. Bởi vì sao? Tại sao nó khó để có một chế độ ăn khỏe mạnh? Tìm trong bài. Được chứ bạn? Tại sao nó khó? Chỗ nào khó? Rồi ông này ông nhấn mạnh tại sao ăn lành mạnh ấy, nó là thử thách làm việc khó nữa. Tại sao giải thích? Bởi vì do gì? Sự phớt lờ rộng rãi, kiểu như không quan tâm quá nhiều. Hoặc là một cái nữa là người ta không có ai, đại đa số mọi người thì người ta out of touch, người ta như thế nào đấy, không có những cái không thể tìm hiểu, không thật, họ không có đầy đủ thông tin về những món mà họ ăn. Được chứ bạn? Đó thì cái đó là cái quan trọng, nhưng mà cốt lõi nhất là vẫn là cái sự thờ ơ, không quan tâm. Được không bạn? Rồi bạn chọn con gì của ăn? Mọi người không có đủ tiền để có một bữa ăn khỏe mạnh. Câu B, không có đầy đủ những nguyên liệu tươi, đúng không? Không có đầy đủ nguyên liệu tươi có sẵn, đúng không? Rồi hết đi học câu C, hầu hết mọi người không thật sự quan tâm về cái loại đồ ăn mà họ ăn, đúng không? Và câu D, đồ ăn có sẵn thì nó không đủ tốt cho sức khỏe con người. Phải chọn con gì các bạn? Câu C là câu phù hợp nhất, nó phải khớp với câu D chứ. Người ta nói là ignorant là không quan tâm mà, phớt lờ là không quan tâm đó. Được chưa các bạn? Rộng rãi là nhiều người, hầu hết, most people. Hiểu được chưa các bạn? Đó. Rồi đọc tiếp. Tuy nhiên, over the past 30 years, hơn 30 năm vừa qua, là dấu hiệu hiện tại hoàn thành. Được chưa? Thì những cái, kiểu như người ta nói gì, trong quá khứ là mình thấy không? Trong quá khứ người ta ăn là toàn đồ ăn mà nó tươi. Nhưng mà, thay rõ ràng tương phản rồi, hơn 30 năm vừa qua là những đồ ăn convenient, là những đồ ăn thức ăn nhanh đó các bạn, cho nhanh gọn, thuận tiện là nhanh đó. Đồ thức ăn nhanh nó đã thay thế những cái món ăn tươi tại gia. Được chứ các bạn? Đó, ok. Rồi, những cái đồ ăn gọi là nhanh này thì nó highly processed, là nó được gì đó bạn? Xong đánh giá cao. Nó phải progress, nó mà phát triển. Process là quá trình, nhưng mà động từ là thầy Tùng dạy bạn process information là hành động, mà nghĩa là gì đấy? Cái gì thì gì thông tin? Thôi, thông tin nó đang được gì đây? Process máy tính vì thông tin nó đang được xử lý, đồ ăn được xử lý, hiểu không bạn? Rồi những cái đồ ăn này thì nó xử lý cao là như nào? Nó xử lý cao là như nào các bạn? Là nó không xử lý cao, kiểu như là nó toàn là trong một cái gọi là dây chuyền, giống như đồ ăn nhanh là một cái dây chuyền đó các bạn. Được chưa các bạn? Đó, nó xử lý rất là nhiều. Được chưa các bạn? Và sau đó là nó full on addictive, nó toàn là những cái gì? Chất cái nghiện, trò đồ ăn chất cái nghiện chất đây. Chất phụ gia. Được chưa các bạn? Nhớ thì nó có thể ra cái này. Addictive và addiction. Addiction mới là cái sự gì? Nghiện. Sự nghiện. Được chứ các bạn? Còn addict nè, các bạn nhớ tôi đọc là addict nha. Addict đó chính là kẻ nghiện. Đề thi có thể ra addict và addictive. Các bạn làm sao nhớ là chất phụ gia? Phụ gia là mình thêm vào, chữ thêm chỗ nào? Được chứ các bạn? Đó, nhớ lại nha. Addict là kẻ nghiện nè, còn addictive là chất phụ gia. Rõ ràng đồ ăn các bạn phải vẫn dự đoán được mà, đúng không? Tự nhiên chất chắn nghiện, đồ ăn nhanh nó phải là nhiều chất phụ gia chứ, được chưa? Rồi tục thầy nói lại nha, 30 năm vừa qua thì đồ ăn nhanh nó đã thay thế những đồ ăn tại gia mà tươi đầy đủ sức khỏe, được chưa bạn? Rồi thì những cái đồ ăn này thì nó xử lý rất là nhiều và nó toàn là những chất phụ gia, trong khi những chất phụ gia này nó làm tăng cái gì đây, shelf life,
Shell Life of Food. Các bạn dự đoán đi, chất phụ gia nó làm tăng cái gì của đồ ăn? Các bạn có cuộc sống này. Cái gì? Ở cái hạn sử dụng, đúng không? Shell Life hạn sử dụng thôi. Shell thì các bạn, đồ ăn thì để đâu? Ở trên kệ. Được chứ bạn, Shell Life là hạn sử dụng nhưng được dịch tủ thọ chứ. Được chứ? Đó. Thì những cái chất phụ gia này nó làm tăng cái gì các bạn, hạn sử dụng của đồ ăn. Trong khi thì rõ ràng hai vế như thế nào? Tương thạch tương phản. Trong khi những chất phụ gia này nó tăng cái tuổi gọi là cái hạn sử dụng của đồ ăn. Tuy nhiên, chúng có thể có hại cho sức khỏe chúng ta. Chúng là gì quá dễ. Chắc chưa? Coi kỹ lại nha, phải thông thái nha. Đúng chưa? Rồi ok, chắc chắn rồi. Thì chọn này đó chính là chất phụ gia. Phải kỹ khúc này thôi. Những câu này thì câu làm được mà chỉ có mò ra là xong rồi. Được chứ bạn? Đó. Rồi. Chắc chắn phụ nghe phụ gia cái là nó có hại rồi. Processed food, đồ ăn mà được xử lý thì nó cũng đồng thời rất là phổ biến ở trường. Too often là quá thường xuyên, kiểu như là thường xuyên các bạn. Kiểu như the main criterion, ai nhớ được criterion? Thực tế criterion là giống như criteria á. Cái gì? Quên rồi. Cái gì đó các bạn? Cái gì chính đây? Hầu hết cái gì chính của trong cái việc mà chọn những cái món để phục vụ đó chính là cái chi phí. Cái gì chính đây? Criterion nó là, thực tế nó là số ít của criteria á. Ai nhớ criteria là cái gì? Dự đoán đi. Đồ ăn xử lý, đồ ăn kiểu như là giống như đồ ăn nhanh, các bạn xử lý thật là nhanh á, và xử lý rất là nhiều á, thì nó được rất phổ biến ở trường học. Trường học một số lượng nhiều mà, cho nên phải sử dụng những cái này, phải bỏ chất phụ gia, được chứ? Và kiểu như là phần lớn là cái gì đó chính cho cái việc chọn những đồ ăn để phục vụ trẻ em á, thì nó là chi phí. Thì cái gì đây? Cái tiêu chí. Vậy rồi. Lỡ đề thi ra criteria sẽ đồng nghĩa với tiêu chí là đồng nghĩa với gì? Em. Tiêu chí mà. Thôi. Chứ em cũng được, đúng rồi. Cái tiêu chí là cũng là cái em, ở trong trường hợp là cái em đó. Hoặc là cái standard, tiêu chuẩn. Được chứ bạn? Nhưng mà nói chuyện em thì vẫn đúng nha. Được chưa? Đó. Cái tiêu chí để chọn bữa ăn để phục vụ tại trường đó chính là gì? Chi phí càng rẻ thì kiểu như càng tốt. Chứ phục vụ kiểu là phục vụ số lượng lớn học sinh mà, làm sao mà kiểu như là cho ăn những món ăn ngon, trừ trường hợp là trường quốc tế thôi. Đúng không? Được. Rồi. Thì điều này có nghĩa rằng là trẻ em là gì bằng RFS là gì đây? Được ăn những bữa ăn mà nó mass produce, mà nó gì đây bạn? Nó được sản xuất số lượng lớn và nó sử dụng những cái nguyên liệu mà không làm mạnh. Được chưa? Đọc tiếp. Oliver also sees problems. Channel này kiểu như là ông gặp, kiểu như là thấy vấn đề về gọi là đồ ăn nhanh này, rồi sau đó là thức ăn được xử lý nhiều tại trường, những cái trường học này, trẻ em phải ăn những cái đồ ăn không lành mạnh này, đó những vấn đề này. Thêm vấn đề thứ ba đó chính là gì? Đó chính là ở Main Street, những cái cửa hàng và những nhà hàng nơi mà mọi người mua đồ ăn. Được chứ? Chắc chắn là nơi này nó như đâu bán, toàn bán những cái fast food, những đồ ăn nhanh. Được chưa? Rồi, thực tế gọi là cái convenient food, không gọi là đồ ăn nhanh nha. Đồ ăn mà các bạn hay thấy ở trong những convenient store, cửa hàng tùng gọi là tiện lợi đó các bạn. Được chưa? Đó. Rồi. Thì đồ ăn, những cái cửa hàng đồ ăn nhanh nè, thì nó cho những cái bữa ăn rẻ và nó thường nhiều đường và chất béo, nhưng mà nó ít dinh dưỡng. Các bạn thấy rich in nè, mới học luôn đúng không? Rich in, high in, tương tự thôi, được chưa bạn? Đó. Rồi thêm nữa, the portion cũng vậy, rồi mới vậy hồi bữa thôi, gọn đây thôi tuần trước. Portion là gì các bạn? Cái lượng. Được chưa bạn? Portion là cái lượng hoặc cái phần, cái lượng hoặc cái phần các bạn. Phần ăn á, hiểu không? Portion là phần ăn á, được chưa? Chịp. The portion sizing là gì? Là cái kích cỡ phần ăn, được chưa bạn? Thêm nữa, một đầu tiên là về chất lượng thì nó như thế nào? Nó giàu chất béo và gọi là đường nè, rồi kiểu như là dòng dinh dưỡng thì thấp. Bên cạnh đó còn gì nữa các bạn? Cái phần ăn á thì cái đâu có lớn gì đâu. Rồi đúng không? Phía sau mới có lớn nè. Cái kích cỡ phần ăn á trong nhiều nhà hàng thì nó lớn. Việc đó thì nó kích thích mọi người ăn nhiều hơn là cái việc mà ăn lành mạnh. Được chưa bạn? Đó, tiếp tục. Ở siêu thị thì food labeling là cái việc gì? Label là nhãn dán, đúng không bạn? Những cái nhãn dán đồ ăn á
thì nó có thể confusing, gây confusing mà dù biết nghĩa nữa rồi nó nhớ rồi, gây hoang mang, được chưa bạn? Bởi vì dịch vô biết vậy chưa, là những cái gọi là cái nhãn thực phẩm thì nó có thể gây hoang mang và nó misleading, gây hoang mang và nó như nào, và nó như các bạn misleading thì nó như nào, những cái gọi là cái labeling thực phẩm, gọi là cái nhãn mác thực phẩm thì nó ở trong siêu thị thì có thể nó gây hoang mang và nó hoạt. Các bạn thấy rồi, chữ hoạt nó phải như nào rồi, nó tương đương với cái từ confusing, phải tiêu cực rồi, nó chọn cái gì? Câu A là accurate là gì? Accurate mà accurate gì đấy? Trời ơi, chết rồi mấy đứa ơi. Đồng nghĩa precise là gì? Mẹ nói thiệt, cái đề thi mà ra từ này mà đồng nghĩa ra là từ đơn giản. Mà thực tế đề thi đại học 2 năm trước đã ra từ này rồi. Thầy nghĩ từ này từ dễ chứ mấy đứa chính xác. Trời ơi. Chết không? Câu B, faithful là gì? Trời ơi, nói xong mới nhớ dùm thầy từ bụng là mấy đứa ơi, faithful là gì? Khổ quá đi, những cái từ này dạy đi dạy lại hoài à. Faithful là gì, có ai nhớ không? Chứ sao kỳ vậy trời, dường như faithful là cái từ nó dễ ra trong đề thi đại học đồng nghĩa trái nghĩa mà. Cái gì bi kịch gì đấy trời. Thành thật, thật thà. Khổ ghê á, trời ơi. Sao nó dễ ra lắm mấy đứa ơi. Chết rồi. Giờ thầy hỏi chữ full đi thì chữ faith mang nghĩa là gì đây? Không. Niềm tin. Thật sự là I don't have faith in you luôn á. Gì mà ngủ gì mấy đứa. Đề bổ sung có vậy, rồi cái đề năm nay cũng có vậy, rồi ô cũng có nhiều lần nữa mà cũng bị quên. Trời ơi chết rồi. Wrong là sai, honest là gì? Nó là đồng nghĩa của từ gì? Đề thi very faithful, đồng nghĩa honest, trái nghĩa với dishonest. Lần này lần cuối nha. Rồi thì cái này bạn nghĩ chọn gì? Misleading thì trái nghĩa với gì đây? Đồng nghĩa với gì đây? À, wrong. Nó phải kiểu như là những cái nhãn mác thực phẩm nó ở siêu thị nó sai, nó misleading. Được chứ các bạn? Đó. Hoặc là ví dụ thầy có misleading information là thông tin mà nó sai lệch. Được chứ các bạn? Rồi ví dụ channel này thắc mắc làm sao mà siêu thị có thể nói cái gì đó, một cái đồ ăn mà nó lại low fat khi mà nó toàn là đường. Thì rõ ràng là một cái ví dụ là trong khi đồ ăn toàn là đường thôi, nhưng mà tại sao kêu là low fat, là ít chất béo thì bị sai rồi. Rồi chứ đang một số vấn đề thực phẩm là dẫn đến cái việc mà sức khỏe con người không được đảm bảo. Tiếp tục, Oliver cũng đã có một số cái ý tưởng về cái cách mà chúng ta có thể xử lý giải quyết những vấn đề này. Đó, bắt đầu là giải quyết nè. Đầu tiên người ta cho những cái thực trạng, rồi sau đó có những cách giải quyết. Được chưa? Rồi. Ví dụ ông ấy khuyến khích mọi người là phải share simple recipe, phải nên gì đây? Chia sẻ những cái gì đơn giản, những công thức nấu ăn đơn giản để mà nhiều người có thể get into, bắt đầu một cái thói quen nấu ăn tại nhà. Được chưa các bạn? Đó, thì các bạn nhớ là có một thói quen, get into the habit. Được chưa các bạn? Đó. Và nó có thể chữ habit, loại bỏ một thói quen có thể là break a habit các bạn ha. Break a habit, không phải phá một cái thói quen mà là kiểu như là bỏ một thói quen, break a habit, hoặc là get rid of a habit, được chưa? Bỏ một thói quen. Channel này cũng có một số cái ý tưởng để kiểu giải quyết cái vấn đề này. Đầu tiên ví dụ ông ấy là khuyến khích mọi người là chia sẻ những cái công thức nấu ăn đơn giản để mà mọi người có thể kiểu như là nấu ăn tại nhà. Nấu ăn tại nhà thì nhiều khả năng nó phải healthy hơn, đúng không? Ông ấy cũng đồng thời đề nghị rằng siêu thị là phải nên gì đây? Thuê những cái gì người đồ về đồ ăn? Ambassador đó. Không còn được rồi. Ambassador, đại sứ. Được chưa bà? Ambassador, đại sứ. Bà nghe đại sứ quán chưa? Đó là chữ entity này đó. Đây như là người đại sứ thương hiệu rồi đó. Được chứ? Food ambassador đó chính là đại sứ thực phẩm. Những người đại sứ thực phẩm là những người như nào? Dịch nè, để giúp gì đây? Siêu thị cũng nên phải có gọi những người đại sứ thực phẩm để giúp khách hàng có thể đưa ra những cái lựa chọn tốt hơn về thực phẩm họ mua. Họ là ai? Quá dễ. Xui chưa? Họ mua là những cái người là người nào?
rồi khách hàng thứ hai nữa. Đề thi có thể ở đây từ tay này. Tiếp tục. Ông ấy urge vậy rất nhiều lần rồi. Ông ấy như nào các bạn? À, thúc giục. Thúc giục hoặc là khuyến khích. Tại từ nhảy urgent là kiểu như các bạn là nó cấp bách đúng không? Thì động từ của nó là urge là gì? Thúc giục là như nào các bạn? À, đồng nghĩa urge là từ gì đấy? Quá dễ rồi. Những từ này trọng âm là gì? Từ đọc là incorrect là chết thôi em. Encourage. Được chưa? Đó, khuyến khích thôi các bạn. Rồi học này chữ su. Chữ su này là kiện. Mấy này TikTok là toàn thấy là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gì đâu không mà toàn kiện. Mấy ví dụ đó không? Cái là vụ chia đất chia nhà đó này. Nghe chữ su. Sau này đi xong mình chia nhà đó này. Ok. Được đó. Nhớ là chữ urge nha. Rồi ông ấy khuyến khích gì đây? Ông ấy thúc giục những cái gì đó các bạn? Những cái nhãn hàng thực phẩm lớn, thương hiệu thực phẩm lớn là phải nên cho cung cấp cái gì tốt hơn đây, cái việc mà nhãn mác mà nó tốt hơn trên sản phẩm của họ, bởi vì thực trạng là kiểu như những cái siêu thị là bị sai thông tin đúng không? Ông ấy cũng đồng thời làm việc với trường học để tạo ra những cái bữa ăn lành mạnh hơn và cũng giúp trẻ em tìm hiểu học hỏi hơn về những cái gì tốt. Đó, thêm này nữa nha. Rồi, inspired by his experiences. Được lấy cảm hứng từ những cái trải nghiệm của nấy tại bởi vì ông ấy có những kinh nghiệm ở Huntington. Ông kiểu mở ra những cái nhà hàng kiểu như là lành mạnh và dạy nấu ăn, đúng không? Thì kiểu như ông này đã tạo ra một cái sự kiện thường niên gọi là Food Revolution Day. Ngày gì đấy các bạn? Ngày gì thực phẩm đấy? The Revolution. Cái từ này ra trong đề minh họa vừa rồi đó, cuộc cách mạng, dạy rất nhiều lần nha. Rồi, cái ngày cách mạng thực phẩm thì nó nhằm mục đích làm gì đây? Nâng cao nhận thức con người về cái tác động của thực phẩm lên trên cái sức khỏe của chúng ta. Và nhắc nhở con người rằng nấu ăn với những cái thực phẩm tươi, nguyên liệu tươi thì nó rất là vui. Đó, ok ha, đó là mục đích của nó. Vào 2014 thì những cái nhóm, nhiều nhóm trên 100 thế giới đã tham gia, nhớ nha, nhiều nhóm trên 100 quốc gia nha các bạn, đã tham gia. Ok. Rồi, thông qua những cái initiative quá dạy quá nhiều lần rồi, thông qua những cái cuộc khởi xướng. Ví dụ như là cái này. Và Jamie's Kitchen là có hai cái đúng không các bạn? Ông của ông này luôn. Đúng không? Đó. Rồi, thì chế độ này đã hy vọng mọi người là sống khỏe mạnh hơn, có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Được chưa? Ông này muốn tạo ra một cái movement, một cái chiến dịch phong trào giáo dục mọi chị em về thực phẩm và truyền cảm hứng cho mọi người nấu ăn. Các bạn thấy từ đầu tới cuối có từ nào chưa dạy không? Not thì các bạn thấy thầy không biết từ vựng nào thì rõ ràng là không có từ vựng nào chưa dạy. Trong khi những cái từ vựng này misleading trong đề bổ sung. Xin lỗi thầy. Đó. Cho nên mấy đứa thấy rõ ràng là toàn từ vựng thầy không có gì khó chứ á. Được chưa? Đó. Rồi ok, thì bạn xử lý nè. Thì bạn túm lại cái quần thì bài này đang nói về gì? Nổi bật nhất là ai? Ông này cũng như ông cái gì của ông này? Những cái kế hoạch đưa ra để những cái nỗ lực của ông để nhằm cái việc gì đây? Thay đổi cái đồ ăn thức ăn. Đúng rồi, thay đổi cái thói quen của một người. Là phải hiểu như vậy thầy. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Cố gắng cứ hiểu là gì? Những cái nỗ lực của cha nội này nhằm cái việc là thay đổi thói quen tư duy của con người về đồ ăn. Được chưa các bạn? Đó, ok. Rồi, thì xử lý thầy đó chính là câu số 39. Dòng này chính là sai. Câu an. Nearly half of the adults, gần phân nửa người lớn ở West Virginia ngày nay phải chịu, đúng không? Phải bắt đầu quan sát so sánh nha. Gần nửa dân người lớn là khoảng bao nhiêu? Gần 50% người ở West Virginia, cụ thể phải tìm cái nơi này nha, hiện tại là bị béo phì. Coi phải coi về thời điểm là gì? Hiện tại phân nửa cho chỗ nào? Phân nửa là chỗ nào? West Virginia nè, vào đây. Ở chỗ nào nữa? At the time trên 45% có phải là gần 50% chưa? Rồi thì kiểu như là bị béo phì đúng chưa? Ở nơi này đúng chưa? Nhưng mà quan sát về cái gì nữa? Currently là gì? Đó cho nên thầy nói bạn vô đề thì đừng có đọc nhanh. Đọc kỹ. Hiện nay đúng hay sai? Sai. Tại sao sai chỉ ra? Đây là at the time mà. At the time là hồi nào? Hay là chín? Mấy đứa hiểu được chưa? Phải kỹ như thế này cho thầy. Tại vì lưu dễ lắm. Được chưa các bạn? Tiếp tục câu B tiếp theo nè.
Food Revolution Day là cái này, ngày này nó là một cái sự kiện mà được tổ chức mỗi năm, đúng không? Cái ngày này được tổ chức mỗi năm, đúng không? Chỗ nào chỉ ra? Dễ lắm các bạn. Annual event, đúng chứ? Hàng năm nè. Rõ ràng rồi, nhưng mà cũng qua kiểu là thì hàng năm đi còn tổ chức hay không? Đó, ok. Nè, race để tới giờ vẫn còn nè. Được chứ bạn, rồi. Tham gia này vẫn còn. Ok bạn ha. Rồi, con này đúng. Câu C. One of Oliver's aims, một trong những cái mục tiêu của channel này đó chính là cho những cái thông tin về dinh dưỡng cho trẻ em, đúng không? Một trong những thôi nha, đúng không? Cho giúp trẻ em có thêm thông tin về dinh dưỡng, đúng không? Rõ ràng là có chỗ nào giúp thầy? Chỉ ra có hai chỗ lận á. Đoạn cuối này, đúng không các bạn? Nè, educate children này, rồi gì nữa các bạn? Đây, good nutrition nè. Nè, help children learn about good nutrition. Rõ ràng chứ? Nó phải chỉ ra như vậy thôi. Phải cố gắng vô đề thi, bài đọc phải sát cho thầy về nghĩa. So sánh nó phải thật là sát. Nghe chưa? Đó. Và cuối cùng chắc chắn cũng là sao? À, cũng đúng rồi. Household là giữ bạn. Household là gì? Sao mình biết nhà? Coi thử nha. Đã từng nấu những bữa ăn lành mạnh ở trong quá khứ. Household là gì? Những hộ gia đình. Các hộ gia đình đã từng nấu những bữa ăn lành mạnh ở trong quá khứ, đúng không? Ở trong quá khứ chỗ nào? Chỉ cái. Đấy, in the past nè. Rồi dinner at home là household đại ở hộ gia đình nè. Were thường được nấu ăn nè, được chưa các bạn? Thì đúng chứ? Fresh ingredient, những thực phẩm tươi thì rõ là đúng rồi. Thì đó là câu này đúng. Được chưa các bạn? Thì nhớ là household là hộ gia đình. Và học này household name. Household name. Đó chính là một cái tên mà nổi tiếng. Một người mà ai cũng biết. Household name, một cái người mà ai cũng biết. Một cái người nổi tiếng đó các bạn. Vậy là một người nổi tiếng rồi, được rồi. Household name, một cái idiom. Một người nổi tiếng thôi. Kiểu như là một cái tên mà hộ gia đình nào cũng biết, dễ mà, đúng không các bạn? Household. Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Dòng nào dưới đây có thể tự suy luận? Tự suy luận nha. Câu A, convenience food, đồ ăn mà nó nhanh á thì nó cực kỳ nghiện để ăn, đúng hay sai? Cực kỳ nghiện để ăn, đúng hay sai? Chỉ ra cái chỗ rồi, gọi là đồ ăn gọi là convenience này đó thì nó highly processed, nó xử lý rất là nhiều và nó toàn là chất phụ gia. Nó có liên quan với cái nghiện không trời? Ôi trời đó, nhưng mà lỡ nó có chỗ nào nghiện không? Có không? Phải đọc lại, cho nên vô đề thi bây giờ hiện tại là tiết kiệm thời gian. Nhưng mà vô đề thi các bạn đọc xong các bạn bị quên á. Cho nên cứ gọi là bước đầu tiên nè. Nhớ thầy, đọc hết 4 câu. Đọc hết 4 câu. Rồi chơi rồi sau đó các bạn narrow down, các bạn giới hạn lại câu nào mình nghĩ là đúng trước. Bởi vì là bạn đọc xong ít nhiều và cũng nhớ một chút xíu. Thì bạn giới hạn lại câu nào mà nó đúng nhất. Được chứ bạn, rồi sau đó bắt mới còn thời gian bắt đầu mới so sánh tìm trong bài, hiểu được chưa? Chứ kiểu như các bạn mà đọc câu A xong các bạn tìm trong bài từ đầu tới cuối thì tốn thời gian nhiều quá. Cho nên bước đầu tiên mình cứ giới hạn trước đi, hiểu không các bạn? Rồi câu A nghĩ có đúng không? Tạm thời nghĩ có đúng không? Cứ để đó. Câu B, more and more businesses, càng ngày càng có nhiều những cái doanh nghiệp là có những kế hoạch để tài trợ cho những sự kiện về cái ngày thực phẩm này, đúng không? Càng ngày càng có những cái doanh nghiệp có những kế hoạch để gọi là sponsor, để tài trợ. Có không? Nãy giờ đọc có tài trợ gì không? Đặt câu hỏi như vậy. Cứ để đó. Câu C, nãy giờ câu A câu B nghĩ chưa đúng không? Cứ để đó. Câu C, học sinh ở trường thường phải ăn đồ ăn mà xử lý mà nó rẻ và không tốt cho sức khỏe. Chỗ nào chỉ ra? Suy luận nha. Đó là trẻ em, student nè. Cái này không có chỗ này chịu. Từ đầu tôi cũng hình như không có chữ có still ở phía dưới này. Nhưng mà ở trường đúng không các bạn? Processed food, đồ ăn mà xử lý nó rất phổ biến ở trường, thường xuyên là có xu hướng, đúng không? Rồi, gọi là tiêu chí để chọn đồ ăn để phục vụ đó chính là chi phí. Thì rõ ràng cụ thể là các bạn phải tự động ngầm hiểu là gì? Nó chi phí nó phải như rẻ. Rồi sau đó gì nữa đây? Nó không cho tốt sức khỏe thì rõ ràng đúng chứ? Đó, rõ ràng như vậy, phải xét như vậy thôi. Ok các bạn ha, thì đúng nhất. Đó, ok. Thì ít nhiều là các bạn khỏi còn phải tìm quá nhiều câu A và câu B. Hiểu được không? Rồi coi câu D thầy nè. There should be a law,
phải nên có một cái luật để gì đây? Restrict, hạn chế con người khỏi ăn những đồ ăn mà nó có không? Có cái luật gì không? Và cũng chẳng có nhiều doanh nghiệp mà nó có kế hoạch tài trợ. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi xử lý bài đây. Bài này cũng không có dài. Bài này từ vựng 90% có vậy rồi. Cultivate, nhìn vô, thật sự là nhìn vô mà thầy lại dạy học sinh của mấy đứa thì thầy nhìn vô đề thi. Ô, cultivate học rồi này. Ô, đâm thầy cũng vậy luôn rồi. Chúng tôi. Thật sự là như vậy. Giờ chắc nhiều khả năng không biết là nhớ chỉ cultivate là gì. Rồi vô. Hả? Cái gì? Chưa. Rồi thì cái bài này tiêu đề là gì? Câu A, the fast pace of fast food, cái gì nhanh của pace là gì? Cái nhịp độ, cái tốc độ của thức ăn nhanh, đúng không? Cái tốc độ phát triển á. Còn B, James Oliver, cái người đầu bếp vĩ đại nhất, được không? Có cho câu nào người ta khẳng định vậy không? Nói câu này là nó kiểu như là bị kỳ quá rồi. Câu C, những cái công thức nấu ăn ngon từ giai đoạn này. Và câu D, food revolution, cuộc cách mạng công nghiệp. Chắc chắn rồi. Được không bạn? Đó, bởi vì ông này có rất nhiều những cái phương pháp cũng như là chiến dế, đúng không bạn? Rồi, tiếp tục. Bài này thì có một số từ vựng hơi khó. Khoảng 2-3 từ vựng thôi. Ngày nay, half of the clothing, ngày nay, phân nửa đồ được mua bởi mọi người thì được làm từ. Cái này chữ gì thấy lóng cóng rồi nè. Synthetic fiber. Nói chưa học thì chữ fiber. Fiber đó chính là đúng rồi, đầu tiên đó chính là sợi vải, nghĩ thứ hai là chất xơ. Fiber, sợi vải hoặc là chất xơ, vải hoặc là chất xơ các bạn ha. Synthetic đó chính là vải tổng hợp. Các bạn hiểu tổng hợp không? Các bạn học khóa rồi. Như thế nào gọi là vải tổng hợp? Tổng hợp là như thế nào? Tổng hợp là như thế nào? Là nó mình tự tạo ra, hay là ví dụ ni lông á là có lấy từ những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm, những cái nguyên liệu ở trong tự nhiên không? Là mình phải như nào? Tự tạo ra. Được chứ các bạn? Thì nhớ thầy synthetic tổng hợp là như vậy. Ok. Rồi, ngày nay phân nửa đồ đạc mà chúng ta mua á thì phần lớn được tạo từ vải tổng hợp. Và that figure, và cái figure có hai nghĩa bữa qua mới vậy rồi. Nhân vật, đúng rồi, nghĩa thứ hai là gì? Đúng rồi, con số. Được chưa? Và con số đó nó almost, nó gần 70% trong cái thế giới nó đang phát triển. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục. Chất tổng hợp hoặc là những cái vải mà nó được tạo từ, tạo bởi khoa học chứ không phải tự nhiên gì mới nói nè. Được chưa? Thì nó rất là thu hút khách hàng, bởi vì không, mấy đứa chỉ ví dụ trước được chưa? Đó, ok. Ví dụ bởi vì some of them are water resistant, bởi vì một số trong số chúng, một số trong số chúng là cái gì? Cái vải á, được chưa? Nó kháng nước, được chưa? Đó, ok. Which is particularly, cái này là nó đặc biệt là desirable, nó rất là gì các bạn? Desire là gì mấy đứa? Mong muốn, khao khát. Được chứ? Và cái việc này thì kiểu như là nó rất phù hợp á, nó đặc biệt phù hợp cho những cái gì mưa và những cái đôi giày. Và những cái đôi giày hai kia là những đôi giày gì? Leo núi, đúng không? Gia là với bạn, gia kiểu như là những cái dụng cụ. Hoặc là gia nhớ các bạn, dụng cụ. Thì kiểu như là cái vải tổng hợp này thì nó rất là phù hợp, desirable, nó rất phù hợp cho những cái gì các bạn? Dụng cụ đi mưa, ví dụ áo mưa nè, được, hoặc là dù, ok các bạn, hoặc là những cái giày đi leo núi. Rồi hơn nữa, chất tổng hợp thì nó không yêu cầu quá nhiều lượng nước hay là labor vậy rồi mua nữa. Cái sự gì hồi bữa thầy nhớ thầy chửi một lần, đúng. Lao động. Giờ nhớ rồi đó. Không yêu cầu cái lượng nước và cái sự mất lao động và đất mà nó còn để cái gì đó cô tông và những cái loại thực loại vải tự nhiên khác.
Đúng rồi, thầy dạy các bạn thôi. Đó chưa, cultivate, chạy rồi. Đúng không? Vô một phát là trúng tủ qua này. Đúng các bạn, cultivate nhớ thầy trồng trọt. Trồng trọt hoặc là gì các bạn, cái cây. Nhưng mà nghĩ đen, nghĩ bóng của đó thì tôi dạy bạn kiểu như là, đúng rồi, trâu dồi nuôi dưỡng. Đó, nhớ vậy là giỏi rồi đó. Trâu dồi nuôi dưỡng. Cố gắng học, tôi vẫn còn mấy ngày nữa thôi các bạn, cố gắng lên. Thật sự chín kiếm 9 điểm là dễ, ngay từ đầu năm là thầy đã chắc nụi với mấy đứa 9 điểm là nắm trong lòng bàn tay rồi. Quan trọng là ở mấy đứa thôi. Thật sự rất là dễ tiếng Anh, mà không biết mấy môn kia sao tiếng Anh thầy nghĩ nó dễ vô cùng. Bởi vì khả năng trúng cao mà. Đúng không? Ví dụ mấy môn kia tính toán thì làm hoặc là văn làm sao mà nó trúng y chóc 100% từ vựng được, đúng không mấy đứa? Chứ tiếng Anh là dễ lắm. Rồi, thì kiểu như là cái vải tổng hợp này á, thì nó không đòi hỏi lượng nước nè, lao động nè, lao công hay là đất, mà nó còn để cái gì đó để kiểu như là trồng trọt, cái nam thể nào trồng trọt cô tông nữa mà. Cô tông sao mà trồng trọt nữa, để làm gì đấy? Sell bán, harvest, thu hoạch, đốt và có đế, tiêu thụ. Rồi gì các bạn, nó không tốn quá nhiều để tiêu thụ, các bạn phải chỉnh từng cái từ vào, các bạn chọn gì? Đầu tiên là bán cô tông đó. Các bạn nhớ làm những câu đồng nghĩa này, đầu tiên kiểu như là các bạn vẫn mơ hồ về nghĩa thì cố gắng dịch từng A, B, C, D quăng vào. Đầu tiên chỉ bán đi. Hơn nữa là vải tổng hợp thì nó không đòi hỏi quá là nhiều lượng nước, lao động đó, mà còn thiết để bán cô tông. Để bán cô tông được không? Để bán cô tông và tiếp tục cô B là gì? Để thu hoạch cô tông. Cô tông là kiểu bông gòn này nọ kiểu các bạn. Cô C đó chính là để đốt cô tông và cô D để tiêu thụ cô tông. Bởi vì cái này nó đang là kiểu như là vải để mình lấy cô tông mà, chứ nó phải gì các bạn? Phải thu hoạch chứ các bạn. Đó, cho nên phải thật sự thông thái một lần nữa. Chứ bây giờ đang phân vân giữa hai cái mà, phải chắc chắn thôi chứ. Chứ tự đang mình đang tạo ra mà tự nhiên mình tiêu thụ. Mình đang tạo ra vải mà cô tông là một cái vải mà tự nhiên mình tiêu thụ vải, mình phải là gì? Tạo ra vải chứ. Nó phải là thu hoạch chứ các bạn, đúng không các bạn? Rồi, đọc tiếp. One of the most popular synthetic fabrics. Một trong những cái gì đây? Cái vải tổng hợp mà nó phổ biến nhất, đó chính được gọi là fleece. Một cái tên mà originally, một cái tên mà nè, trạng từ gì đó, bắt nguồn nữa, bắt nguồn động từ rồi. Trước đó, một cái tên mà trước đó nó dùng để chỉ cái len từ một công cụ. Phải nói lại nha, một trong những cái vải tổng hợp được gọi là fleece, một cái tên fleece này trước đó từng để chỉ cái len của con cừu, wool là len đó, được chưa bạn? Đó, ok ha. Cái mà ngày nay vẫn được sử dụng để tạo ra những cái gì các bạn, đồ đạc mùa đông và mùa thu, được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, vậy chữ wish này, vậy bộ đề thi bắt bạn tìm chữ wish. Chữ wish này là gì đây? A, con cừu. B, the wool. C, fleece. Đó chính là gì? Phải đọc kỹ. Một trong những cái vải tổng hợp mà phổ biến nhất được gọi là fleece. Một cái tên mà trước đó nó dùng để chỉ, để nói về một cái loại len mà được tạo ra từ con cừu, mà ngày nay vẫn được sử dụng để tạo ra đồ đạc mùa đông và mùa thu. Nó phải là gì? Mấy đứa nhớ, mấy đứa thấy hai dấu phẩy ngay đây không? Đây, nó có hai dấu phẩy ngay đây. Thì thực tế, cái câu này bỏ câu này vẫn được, bởi vì nó chỉ thêm thông tin thôi. Cho nên chữ wish này nói về cái gì? Please. Cái mà ngày nay vì rõ ràng là gì các bạn, bởi vì lông cũ thì rõ ràng tới giờ còn xài không? Còn sao không? Mà người ta nói tới giờ ngày nay vẫn còn xài thì rõ ràng là cái này là đang nói về cái fleece nè. Thực tế cái fleece hồi xưa á, để nói về một cái dạng gọi là lông cừu, một dạng gọi là một cái tên cho cái lông của con cừu, một loại vải làm từ lông con cừu. Nhưng ngày nay nó là dùng với mục đích khác, dùng để làm đồ mùa đông và mùa thu. Tiếp tục. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 21 thì cái từ flee nó dùng để ám chỉ về, được chưa bạn? Đó, dùng để các bạn coi nè, chữ refer dùng để ám chỉ về, được chưa bạn?
Nó dùng để nói về, để chỉ về một cái loại gì đây? Một cái loại material, một cái loại chất liệu. Chất liệu gì đây? Tổng hợp mà nó thường kháng nước, nhẹ và rẻ. Được chưa? Mà càng ngày càng có nhiều người đang mặc ngày nay. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Thì từ kiểu như là nghe từ Flynn cái là người ta không nghĩ tới lông cừu nữa, mà người ta sẽ nghĩ đến một cái chất liệu mà nó nhẹ, kháng nước và nó rẻ. Được chứ bạn? Mà nhớ thầy chữ like là từ gì các bạn? À, nhẹ về công năng. Và thầy từng nghe bạn mac like off là gì? Mac like off something, xem nhẹ. Nhớ rồi nha, mac like off là xem nhẹ. Hiểu xem nhẹ mà đúng không? Là xem cái gì đó mà nó không quan trọng. Được chứ các bạn? Đó, cái này Lan không phải là ánh sáng gì mới được. Rồi thì bạn xử lý thầy cũng 42 đi. Theo đoạn văn thì mọi người thích mang đồ mà được làm từ tổng hợp hơn bởi vì sao? Theo đoạn văn thường là đoạn 1, đoạn 2 thì con người thích bọn đồ mà được làm từ vải tổng hợp hơn bởi vì lý do tại sao? Tìm thông tin trong bài. Đây, chỗ nào người ta thích hơn nha, chỗ nào người ta thích, người ta ưu chuộng. Các bạn phải chỉ ra chỗ nào yêu thích mà người ta ưu chuộng. Đoạn đầu trước đi. Rồi tìm thầy, chỗ này thích ưu chuộng. Chỗ nào người ta thích các bạn? Ai các bạn? People, people là ai? People, người, người, cụ thể là người gì? Mọi người mà thích bọn những đồ này, là người này là cụ thể người gì? Người bọn đồ này là người gì các bạn? Ở khách hàng đó các bạn, được chứ? Tại sao khách hàng lại thích bọn đồ mà nó tổng hợp? Đồ mà được làm chất liệu tổng hợp, tại sao? Phải tìm trong bài nha. Chỗ nào mà người ta thích hơn á, mấy đứa tìm. Đoạn 1, chỗ nào thích hơn nè, chỗ nào thích á. Rồi, cái này cụ thể là gì? Người ta đang, mấy đứa phải tìm từ khóa trong cái câu hỏi. Câu hỏi người ta hỏi gì đây? Tại sao lại thích mặc đồ mà được làm từ chất liệu tổng hợp? Tổng hợp nha. Tổng hợp, thì chỗ nào tổng hợp? Câu đầu tiên, có tổng hợp không? Đây, synthetic này phải tổng hợp nè. Con số này nó còn 70% gì đó. Tổng hợp hay là vải mà được làm từ khoa học, không phải tự nhiên, thì nó rất là thu hút khách hàng. Phải là thu hút chứ, thu hút là người ta thích hơn, đúng chứ? Đúng rồi, có gì nữa? Lý do tại sao? Bởi vì một số chúng có thể kháng nước. Được chưa các bạn? Ok các bạn ha. Rồi, ok. Thì quan trọng người ta nè, chúng người ta thích hơn là người ta thích nè. Attractive là thu hút nè. Thì lý do tại sao? Kháng nước, cái nào kháng nước? Câu A trước. They are easy apply in their daily life. Nè, nó dễ áp dụng trong cái cuộc sống này. Đúng không? Có nói không? Không nói. Câu B, nó dễ để tạo ra. Câu C, nó có thể kháng nước. Câu D, nó không khó để tìm trong tự nhiên. Chắc chắn là. Và nhớ, chất tổng hợp là một chất không có trong tự nhiên. Nó không có thể tạo từ tự nhiên được. Được chứ bạn? Rồi tiếp đoạn số 3. One of the most interesting thing, một trong những cái điều thú vị về fleece, đó chính là thực tế rằng là nó có thể được tạo ra từ những cái chai nhựa được tái chế. Đó, cái này được tạo ra từ chai nhựa tái chế thì nghe có vẻ nó như nào các bạn? Bảo vệ môi trường, thân thiện môi trường, đúng không? Đọc tiếp. Điều này có nghĩa rằng fleece nó có thể, for là chữ much các bạn, thầy tâm dạng bằng for y chang chữ much, much less expensive tên là gì? Cho nên rõ ràng là nói như các bạn, nó ít mắc hơn nhiều so với wool, len hay là những cái loại vải tự nhiên khác. Được chưa các bạn? Kiểu như làm từ đồ tái chế mà, chắc chắn là rẻ hơn nhiều. Tiếp tục. For many young people, đối với nhiều người thì cái việc tái chế những cái chai nhựa thì nó được xem như là, như các bạn, is thought of, đây bị động, nó được xem như là một cái cách thân thiện với môi trường, bởi vì chúng ta đang tái sử dụng nhựa chứ không phải là chúng ta bury, chứ không phải là chúng ta gì đó các bạn. Chỉ bury mà vô không biết nghĩa nó vậy. Chứ không phải chúng ta chôn nó ở dưới đất, hay là chúng ta cái gì đó ở trong đại dương, hay là chúng ta không, hay là chúng ta vứt nó, đâm là vứt thôi, quá dễ. Nói chứ ta đồng nghĩa với vứt là gì thôi. Đâm chỗ nào vớt thôi, quá dễ rồi các bạn. Nè, throw thôi, quá dễ rồi. Hiểu không các bạn? Vứt nó là vứt gì trời? Vứt nó hay là chôn nó là chôn gì?
chôn cái gì? Plastic hay là bottle gì đấy? Hay là fish? Coi kỹ lại nha. Coi kỹ lại. Nhiều người cái việc tái chế chai nhựa thì nó được xem như là thân thiện với môi trường. Bởi vì chúng ta đang tái sử dụng lại nhựa. Và chúng ta không chôn nó thì chắc chắn chôn gì rồi. Không. Nhựa thôi, không đâu có chai gì đâu. Chai đang số nhiều mà. Hiểu không? Đó. Rồi, okay, tiếp tục. Tuy nhiên, đó, nãy giờ đang tích cực đúng không? Nghĩ là thân thiện với trường. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, những nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cái fly là chất liệu này nó có thể không thân thiện như mà chúng ta từng nghĩ. Đúng không các bạn? Đó, ok ha. Tiếp tục. Những nhà khoa học ngày nay đang tìm kiếm, đang tìm thấy những cái particle, đây từ vựng mới, nhưng mà có dạy một lần lâu lắm rồi, một những cái phân tử, được chứ bạn, particle, những phân tử. Ngồi sạc, chỗ vừa vừa dạy vừa cầm sạc luôn đó thôi. Tại sao hết pin nó đứng ngang luôn. Quay mặt là gì vậy? Lâu lắm rồi, hồi Huyền có nói có gì? Cái gì đục cho thầy nha. Vậy đục cho thầy nhưng mà đục nha. Cái này là Huyền cho thầy á. Có gì cuối giờ lấy giúp thầy nha. Rồi, dịch lại nha các bạn. Những nhà khoa học ngày nay đang tìm thấy những cái gì các bạn rất là nhỏ. Những cái phân tử rất là nhỏ. Nhưng hoặc là những cái hạt, cái này là hạt đi các bạn. Cái này phải phân tử nữa, những cái hạt. Dịch lại cái hạt nha. Nhưng mà hạt này hạt nguyên tử đâu đó, hạt này nhỏ li ti các bạn. Được chưa? Đã phát hiện ra những cái hạt rất là nhỏ. Hạt về gì? Hạt nhựa rất là nhỏ ở gì các bạn? Dưới đại đại dương. Mà họ tin rằng nó chính là cái remain, cái gì các bạn, cái phần dư, cái dư tàn, cái tàn dư, hiểu chưa các bạn? Mà được xem là cái tàn dư của cái fleece mà nó đã được wash, mà nó đã được giặt ở trong máy giặt mỗi ngày khắp thế giới. Bởi vì bạn hiểu lý do tại sao, kiểu như là các bạn giặt đồ đúng không, thì rõ ràng là nó sẽ có những cái đồ thì người ta rõ ràng được làm từ fleece, một cái chất liệu tổng hợp. Mà kiểu như là đổ chất thải ra ngoài đâu, ra ngoài biển. Một cái là kiểu như là vô tình là ở dưới đây là gì nó động lại phía dưới. Hiểu không các bạn? Đó, ok ha. Rồi, thì người ta phát hiện ra những cái phần tử rất là nhỏ mà người ta tin rằng là cái phần tàn dư của cái fleece mà được giặt ở trong máy giặt mỗi ngày. Được chưa? Khi mà nó được giặt thì hơn 1.500 cái hạt nó có thể tách ra khỏi một cái sản phẩm được làm từ cái bãi fleece này vào trong nước. Đó, ghê chưa? Nó là gì? Khi mà nó được giặt là nó là cái gì các bạn? Khi nó được giặt là cái gì? Đúng rồi, nó là fleece á. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục. Để ta coi kỹ lại nha. From a fleece. Rồi, tiếp tục. Khi mà that water is drained. Drain hay từng nhảy các bạn, drain là gì? Đúng rồi. Đúng rồi, cống nè. Đúng chính xác. Pour money down the drain là cống á. Vậy động từ của nó là gì? Khi mà, nói lại nha các bạn, khi mà nó được giặt thì hơn 1.500 cái hạt nó có thể tách ra khỏi cái một cái sản phẩm được làm từ fleece vào trong nước. Và khi cái nước đó mà nó cứ đọc tiếp đi ha. Khi mà nước cái gì đó thì một trong số nó sẽ make its way, nó sẽ quay trở lại vào trong hồ, trong sông và trong những cái đại dương khắp thế giới. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Rồi tiếp tục. That is what seems to be happening now. Cái việc này dường như đang diễn ra. Đúng các bạn? Đó, ok ha. Rồi. Khi mà những cái phân tử tổng hợp nó reach natural bodies of water, khi mà những cái hạt phân tử mà nó đi đến những cái nguồn nước, hiểu ra như vậy thôi, những cái nguồn nước, thì cái nhựa đó nó có thể được ăn bởi cá. Bởi vì nó trông như là đồ ăn đối với chúng. Nó là cái gì? Nó là cái gì?
coi kỹ lại số lượng một hạt hay là nhựa. Hạt nó đang xuống nhiều mà đúng không? Nó phải là gì? The plastic á. Được chưa bạn? Chúng là gì? Đồ ăn này trông như đồ ăn với chúng, như chúng là gì? Chúng là cái fish. Đúng rồi, chính xác. Được chưa bạn? Đó. Và không sớm thì muộn thì những cái con cá nó sẽ bị bắt, rồi nó sẽ được deliver, nó sẽ được vận chuyển tới ở chợ. Rồi và cuối cùng nó nằm ngay trong cái dĩa ăn của mình, là vô tình như nào? Mình ăn mẻ luôn rồi. Mình ăn luôn nhựa. Thực tế là mình ít nhiều là mình ăn nhựa nha các bạn. Bởi vì ăn thực bằng cá mà kiểu như cá nó toàn ăn rác không á. Đúng không? Thì rõ ràng mình đúng nghĩa là mình ăn nhựa luôn á. Được chứ bạn, rất là hại. Ok ha. Rồi, what can be done, giờ là phải làm gì rồi? Rồi, shall we return? Liệu chúng ta sẽ quay trở lại cái việc sử dụng những cái chất vải tự nhiên truyền thống mà nó costly, mà nó mắc hơn và nó nặng hơn? Bởi vì sao bạn? Bởi vì bình thường là người ta sẽ ưa chuộng những cái mà nó rẻ, nhẹ, rẻ mà được làm từ tổng hợp, nhưng mà nó cũng tốt lắm, đúng không? Cho nên người ta đặt hỏi giờ phải làm cách nào đây để hạn chế cái việc đó. Thì người ta đặt câu hỏi là gì? Liệu chúng ta có nên, mới đặt câu hỏi thôi nha, liệu chúng ta có nên quay trở lại cái việc là sử dụng những cái loại vải tự nhiên mà nó truyền thống, mà nó nhẹ, mà nó rẻ, ví dụ như là cô tông hay là len, hay là con người, liệu con người có sẵn lòng để chi nhiều tiền để có thể bảo vệ môi trường, hay là cái kinh tế, về cái mặt kinh tế nó quá là quan trọng đến nữa mà con người thầy dịch lại nha, hay là cái việc về kinh tế nó quá là quan trọng đối với những người người mà có rất là ít tiền, rằng họ tin rằng họ không thể đủ tiền, họ đủ tiền để mua, để kiểu như là họ give up, họ kiểu như là họ từ bỏ cái việc là sử dụng vải tổng hợp. Được chưa bạn? Đó các bạn ha. Thì đoạn cuối cùng hiểu nó là kiểu như là đối với những cái người mà nghèo đó các bạn, thì rõ ràng là họ đâu có đủ tiền để họ mua những cái mà dầu, một ví dụ như vải và cô tông hay là len, cho nên là rất là khó để cho họ mà kiểu họ từ bỏ cái việc mà không sử dụng những cái chất vải tổng hợp. Được chưa bạn? Đó. Rồi cái bài này các bạn xử lý thầy câu số 46, có dòng này chứ là đúng. Hầu hết đồ mà mọi người mặc ngày nay thì được làm từ sợi tổng hợp. Đúng không? Hầu hết, giờ mình cứ đọc hết đi ha các bạn, dòng nào dưới đúng đúng nha bạn. Hầu hết đồ mà con người ngày nay mặc thì được làm từ sợi tổng hợp. Để đó. Câu B. Fleece là một cái loại vải mà nó được làm từ len cừu, đúng không? Fleece là một loại vải được làm từ len cừu, mình cứ đọc trước đi ha. Câu C. Nó có thể để tạo cừu từ có thể được tạo fleece từ những cái chai nhựa. Có thể tạo cái fleece là một cái chất vải mà từ những chai nhựa, đúng không? Có thể. Đúng không? Cứ để đó. Câu D. Flea nó luôn luôn được xem là một trong những cái loại vải mà nó thân thiện môi trường nhất. Chắc chắn là sai. Bởi vì phía cuối là đâu có, người ta nói là đâu thân thiện nó, nhưng mà chúng ta nghĩ giờ bắt đầu phân tích A trước. Mình giới hạn mình nghĩ câu C đúng không? Nó sẽ dễ hơn chứ các bạn. Câu A là hầu hết đồ mà chúng ta mặc ngày nay, đồ mà chúng ta con người mặc ngày nay hầu hết thì được làm từ vải tổng hợp. Coi đúng hay sai, chỉ ra chỗ nào. Trời em, 70% em chỉ mua là chết rồi em. Đây đâu phải là 95 gì đâu, có chết rồi, học IELTS xưa giờ mà giờ còn chơi là chết rồi. Cho chỉ này, con này sai. Dễ mà mấy đứa. Coi từ đầu nè. Ngày nay phần lớn đồ mà phần nửa đồ mà mọi người mua được làm từ vải tổng hợp đây. Đúng hay sai? Bởi vì sao? Phần nửa quý vị, phần nửa à? Thấy chưa? Đầu ơn đâu ra. Phải xác đó, cho nên phải xác. Được chưa? Vô tri nữa rồi. Đúng không? Đó, cho nên thầy nói các bạn vô đề thi cái này mới có gọi là lớp học, gọi là cái môi trường nó quá là bình thường, nó quá quá thoải mái đi mà vô đề thi là nó bị choáng ngợp đó nha. Được chưa? Rồi. Tiếp tục câu B. Flea nó là một cái loại vải mà được làm từ len con cừu, thì tìm chỗ là len con cừu. Quỷ này, đúng không? Len cừu nè, thì có thử một trong những cái loại vải tổng hợp phổ biến nhất được gọi là Flea, một cái tên mà trước đó dùng để ám chỉ một cái loại len con cừu, thì đúng hay sai? Sai. Flea nó chỉ là gì các bạn? Nó chỉ ám chỉ là hồi xưa nó là cái tên của một cái loại len làm từ cừu thôi, chứ nó đâu phải được làm từ cừu đâu. Cho nên câu này gì? Sai. Phải xét như vậy thôi. Thì sai đúng câu gì? Câu C. Chỗ nào chỉ ra? Đúng không? Phải chỉ ra cho thầy chứ. Nó có thể làm Flea từ chai nhựa. Chỗ nào mà chai nhựa? Đoạn 3 đúng không các bạn? Rồi.
Một trong những cái điều thú vị về Flea đó chính là nó có thể được làm từ trái nhựa, được tái chế này, đúng chứ? Xác chưa? Chắc chắn xác chưa? Có thể làm chưa là possible chứ? Rồi. Rồi, phải xác như vậy thôi. Ok, rồi tiếp tục suy luận. Dễ thôi. Flea nó có thể được tái chế nhiều lần trong suốt cái quãng đời của nó, đúng không? Flea có thể được tái chế nhiều lần trong suốt quãng đời của nó, đúng không? Cứ đọc hết đi ha. Câu B. Flea nó có thể dễ gì đó một cách hoàn toàn. Decompose là biết nghĩa rồi đó. Câu C. Flea, câu C. Cái con cá mà bạn ăn ở nhà có thể chứa flea trong đó, đúng không? Đúng không các bạn? Đúng. Chỗ nào? Cái đúng rồi, ăn nhựa rồi cuối cùng mình ăn trong dĩa nè. Có thể, đúng không? Có thể từ câu D. Là gì đây? Công ty thường. Những cái công ty là đang thường hình trời. Gradually, dần dần switching to chuyển sang, chuyển qua cái việc là sử dụng những cái loại vải tự nhiên truyền thống thay vì flea, đúng hay sai? Những cái công ty đang dần dần chuyển sang. Người ta chỉ đặt câu hỏi, đúng không? Người ta chỉ đặt câu hỏi à? Shell quyến, liệu chúng ta sẽ, đúng không? Như là đâu có công ty gì đó. Thì câu này, câu D, còn câu B trước nha. Câu B, flea nó rất là dễ, nó kiểu như nó dễ phân hủy hoàn toàn. Học này decompose, nó có phân hủy hoàn toàn không? Chỗ nào chỉ ra? Vậy câu này đúng hay sao? Bởi vì sao? Bởi vì sao bạn? Bởi vì nó còn những cái phân hạt phân tử nó còn lắng động dưới đại dương, đúng không mấy đứa? Cho nên phân tử hoàn toàn là như đó. Hiểu chưa các bạn? Đó, để thì mình nói ra chữ decompose cái là chết. Ok ha. Vậy câu A, vậy nó đúng hay sao? Flea nó có thể được tái chế nhiều lần. Nó được tái chế nhiều lần có không? Có chỗ nào tái chế nhiều lần trong suốt quãng đời nó? Nãy giờ đọc có tái chế không? Thì câu này mình có tái chế nhiều lần không? Mình chỉ nãy giờ mình nghe cái chữ tái chế chỗ nào thôi. À, mà mình có tái chế plastic bottle thôi, chứ là mình có tái chế nhiều lần. Nhưng mà nhớ còn thời gian á, còn thời gian thì cố gắng là đọc kỹ, tìm thông tin trong bài cho nó chắc. Nhớ các bạn. Rồi, cái bài này đang nói về cái gì? Chưa đọc một cái tiêu đề nha, bài này nói về cái gì? Cái từ nào mà nổi bật nhất trong cái bài đấy? Please. Đây là một cái loại vải tổng hợp. Nó có ưu điểm không? Có nhược điểm không? Có. Có đúng không các bạn? Thì bài này giúp thầy câu A. Please, one of a kind fabric. Một cái loại vải mà nó one of a kind. One of a kind là gì? Chạy rồi mà. One of a kind fabric, một cái loại vải mà có 102. Trời ơi là trời. Một loại vải có 102. Có 102 là rất là độc đáo. Đặt câu hỏi nó có độc đáo hay không? Đọc kỹ, nó có độc đáo hay không? Nó có độc đáo quá không? Không, nó đâu nói gì nổi bật, nó đâu có những cái tính năng gì quá là nổi bật, nó còn có ưu điểm nhược điểm mà, đúng không? Câu B. Tại sao thế giới đang tận dụng, đang sử dụng, đang tận dụng gọi là vải tổng hợp? Được không? Câu C. The flea that came to dinner. Cái loại vải tên flea nó đã xuất hiện ở trên những bữa ăn. Rồi câu D. Pollution. Ô nhiễm gây ra bởi cái thời trang nhanh. Để bạn chọn gì? Coi kỹ lại nha. Câu B. Tại sao thế giới nên tận dụng vải tổng hợp? Tại sao thế giới? Người ta nói tại sao thế giới tận dụng? Tại vì nó nhẹ, nó rẻ. Nhưng mà bài này chỉ nói về vải tổng hợp, bài này phải nói về vải tổng hợp thôi. Không, nó nói về flea. Nó nói về flea mà, câu B nó đúng không? Đúng không? Thì câu gì các bạn? Câu C, the flea that came to dinner. Được chưa các bạn? Rồi, ok, xong.